Sao bật lên nó lại tắt đi con? Anh ơi vào xem con này. Anh. Lại bật lên lại tắt đi thế. Ra ngoài đi con. Chị nào vào chưa? Có chị yêu nào vào like chưa ạ? Hello mọi người, em chào chị Yên Bình, em chào chị Diệu Linh Suka, em chào chị Đào Kim Như. Có chị yêu nào không ạ? Chị yêu nào trên like chấm bài cho em chia sẻ bài giúp em với nhá. Anh ơi xem còn ít quần đuôi bé gái nào không anh ơi, quần đuôi dài ấy. Hello tất cả chị em. Hello tất cả chị em nhá. Chị yêu nào lên like rồi các chị chấm bài cho em này. Chị yêu nào lên like rồi các chị chấm bài lên đây cho em nhá. Chấm bài và chia sẻ bài viết lên đây cho em các chị gái nhá. Em tặng quà. Ok chào, em chào chị Hà Lê. Em chào chị gái Thắng Lý. Chị yêu nào vào like rồi các chị chấm bài giúp em với nào. Em chào chị Hiền Nguyễn nhá. Chị yêu nào lên like chấm bài cho em xin một lút chia sẻ nhá. Mỗi chị yêu vào like cho em xin một lút chia sẻ. Em chào chị Trai Phố Núi. Sáng chưa các chị ơi, rõ chưa ạ? Này các chị em nhìn này. Ui, hôm nay xịn lắm. Toàn bộ hàng hôm nay xịn lắm các chị em nhá. Toàn bộ hàng hôm nay xịn lắm. Được chưa? Bây giờ em tặng quà cho các chị em mình chia sẻ like nhá. Chị yêu nào chia sẻ like rồi các chị chấm bài lên đây cho em. Được chưa? Chị yêu nào mình chia sẻ bài rồi mình chấm bài lên đây cho em vào là chia sẻ luôn. Em cảm ơn chị gái. Em chào chị Thức Vũ nhá. Em nhận được hàng rồi, đẹp lắm chị à. Dạ em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Nhung Hồng Chu nhá. Em chào chị Linh Trúc, em chào chị Nhật Trần Ngân Trần Nga. Em chào chị gái Lâm Huân. Hello tất cả các chị gái. Nào các chị ơi chia sẻ live stream cho em ạ. Like like sớm vậy Trang, đúng rồi hôm nay xong việc sớm là lại like được sớm. Em chào chị Tuyết Nguyễn, em chào chị gái Phương Thảo nhé. Em chào chị gái Thanh Lê. Các chị gái ơi mình chia sẻ lên cho em ạ. Lên bộ dài tay mỏng mỏng. Nguyễn Tuyến ơi có cái bộ tặng bé đấy 29.000, chất đẹp lắm. Chất cốt tông đẹp lắm. Bây giờ em xin phép tặng quà cho các bác luôn này. Ngày hôm nay là tặng tiếp bộ đi các chị em ơi. Tặng bao giờ hết bộ thì thôi. Để chị ạ, tặng bao giờ hết bộ thì thôi nha các chị em ơi. Em chào chị Ý Trang Như nhá. Có áo cho em xem khoác áo khoác hồng. Ok chị gái luôn. Chia sẻ live stream cho em để tặng quà đã nào. Có lên mã áo phao bé trai, áo phao có chị gái ơi. Áo phao có nha chị Phạm Trang. Các chị thích gì em lên cái đấy luôn. Chia sẻ live stream lên giúp em này. 2 lần về trên trang cá nhân, 3 lần lên các hội chợ nhóm nha các chị em. 2 lần về trên trang cá nhân và 3 lần lên các hội chợ nhóm. Cho em xin một cái ấy tủ vào đây đi, hai cái tủ vào đây đi. Các chị yêu nha, 2 lần về trang cá nhân, 3 lần lên các hội chợ nhóm em tặng quà. Được chưa? Lưu ý giúp em là quà tặng toàn bộ là quà tặng không đồng cho các bác nhá. Toàn bộ là quà tặng không đồng cho các bác luôn ạ. Bộ quà tặng của em cũng đẹp. Em cảm ơn chị nhá, em cảm ơn chị gái Nhung Hồng Chu. Đó, mọi người thấy không ạ? Quà tặng của các chị gái cũng đẹp cực kỳ luôn. Em bán gì là em tặng cái đó cho các bác luôn. Bán gì là tặng cái đấy luôn nhá. Nên là chị yêu nào lên like rồi mình chia sẻ. Em có nhìn thấy chị Thanh Hiền, em có nhìn thấy chị Nguyễn Hợp luôn đấy ạ. 154 lượt chia sẻ rồi. Bác nào chưa chia sẻ quay ra cho em xin một nút like này. Cho em xin một nút like nhá các chị nhá. Xin một nút like, một nút chia sẻ của các bác lên trang cá nhân đi ạ. Một nút like, một nút chia sẻ của các bác đi ạ. Bác nào chưa chia sẻ các bác quay ra chia sẻ giúp em trang với nè. Chia sẻ rồi mình chơi mini game. Em chào chị Thanh Lê. Được chưa? Toàn bộ nhà em trang bán gì tặng đấy nha các chị em ơi. Toàn bộ hàng này bán cái gì là tặng cái đấy cho các bác luôn. Được chưa? Bán cái gì là tặng cái đấy luôn. Cố gắng lên view cho em nhé. Đây bộ đây ạ. À. Hôm nay tặng bộ này cho các bác. Xinh lắm, nhẹ lắm. Được chưa? Xinh lắm, nhẹ lắm và cực kỳ đẹp luôn nha các chị em ơi. Xinh, nhẹ, đẹp cực kỳ luôn ạ. Ôm sao lại tự nhiên lại tụt view vậy nhỉ? Các bác có nhìn thấy em rõ không? Mọi người ơi có nhìn thấy em rõ không? Các chị gái ơi mình có nhìn thấy em rõ không ạ? Anh ơi vào thử máy tính kia xem nào có nhìn rõ không nào, mọi người có thấy rõ không? Em chào chị gái Nhung Vũ nhá. Em cảm ơn chị gái Nhung Hồng Chu. Em chào chị gái Như Nguyệt. Em chào chị gái Thu Hằng.
xem áo gì ạ? Xem áo gì sẽ ok chị gái luôn. Đợi em một tí nhá. Em chào chị Mai Nguyễn. Em chào chị gái Thanh Lê. Ôi tự nhiên lại tụt view quá nhỉ các chị gái nhỉ. Tự nhiên view lại tụt ghê cơ các bác ơi. View tự nhiên sao lại tụt thế nhỉ? Bảo chơi mini game mà lại tụt view các chị, chứng tỏ các chị nhiều chị không thích chơi mini game quá. Đúng không? Nhiều chị mình không thích chơi mini game quá. Rõ, dạ em cảm ơn chị gái nhá. Đó. Báo chơi mini game lại tụt một phát xuống còn 70 mấy chị. Rồi các chị yêu nhá, lên cho em 100 chị gái nhá các chị yêu nhá. 100 chị gái tặng một bộ. 130 chị gái tặng bộ tiếp theo. Được chưa? 100 chị gái tặng một bộ, 130 chị gái tặng bộ tiếp theo cho em nha các chị em ơi. 100 chị gái là tặng một bộ và 130 chị gái là tặng bộ tiếp theo cho em. Đợi em chia sẻ về trang cá nhân tí xem nào. Buồn quá. Buồn quá, 79 chị gái. Ồ, xuống đi buồn ghê. Được chưa? Nào còn chị yêu nào mình chưa chia sẻ thì mình chia sẻ livestream để chơi mini game nhá. Chị yêu nào mình chưa chia sẻ mình chia sẻ livestream để mình chơi mini game nhá. Mẫu này mẫu em còn được khoảng, em chỉ còn đến 26 27 cân thôi. Còn từ 16 cân đến 26 27 cân em thanh lý mã này 29k. Được chưa? Em thanh lý cái quần này với giá là 29.000 đồng quần đuôi dài cho bé gái. Lên đơn cho em mã này là thanh lý, không nhớ là anh Đức ơi, xem cho em đến thanh lý bao nhiêu rồi. Size từ 16 cân nhà các chị em này. Size từ size 16 kg nhé. Cứ lên chia sẻ livestream chấm bài tương tác giúp em nha các chị gái. Chia sẻ livestream chấm bài tương tác giúp em. Chắc là hôm nay lại bị out rồi đây này. Mọi người thấy view như này là bị out rồi đấy ạ. Các bác chia sẻ like chấm bài tương tác nhá. Em tặng các bác lốt với giá là 29.000. Được chưa? Tặng các bác lốt với giá là 29k một chiếc. Được chưa? Cái này không vui lòng giúp em mà không chọn màu nhá. Ngày mai các chị lấy hai cái, lấy hai màu. Em nói luôn này, cái quần này thì nhận hàng không một chị yêu nào mà chê được cái quần này. Được chưa? Em vẫn còn size đến 26 27 cân nhá. Vẫn còn size đến 26 27 cân, em bán cho các chị yêu với giá là 29.000 đồng. Mã hàng thanh lý mấy nhỉ? Anh Đức ơi. Xem một em đến thanh lý mấy rồi. Chia sẻ livestream và chấm bài nha các chị yêu nhá. Ít nhất là 2 lần về trang cá nhân, 3 lần về hội nhóm. Để chế độ công khai nhá các chị em. Ít nhất là chia sẻ 2 lần về trang cá nhân, 3 lần hội nhóm, nhìn mã xem chưa nên đến thanh lý bao nhiêu rồi. Em tặng lốt các chị mã này với giá là 29.000 đồng một chiếc. Được chưa? 16 cân đến 27 cân là còn size, hôm trước nó có đến 35 cân. Được chưa? Hôm trước nó có đến 35 kg nhưng mà hiện tại nó hết hàng. Em nói luôn này, đẹp xuất sắc luôn nha các chị em ơi. Em bán luôn 29.000 áp dụng các chị em mình chia sẻ livestream. Lưu ý mã này nhá. Áp dụng các chị em mình chia sẻ livestream, hàng này mặc 4 mùa quanh năm đều sướng. Được chưa? Đây các chị nhìn cho này, form thì form baggy. Form baggy quần là chất vải đuôi xịn cho các chị gái luôn. Em bán 29k. Cái này em nói thật luôn là không lo tao, không bao giờ lo ế bởi vì là bán được 4 mùa quanh năm. Nha các chị em, bán được 4 mùa quanh năm. Bây giờ tặng nốt các chị luôn này. Trang ơi giờ gửi về đấy nếu. Em chị Nguyễn Hợp ơi, em đang không hiểu cái comment của chị đâu. Em đang không hiểu cái comment của chị gái đâu ạ. Chia sẻ livestream lên giúp em là hôm nay tại sao nó cứ lên rồi đó tụt thế này nhỉ? Anh Đức ơi nhìn hộ em xem đấy, mã nó đến mã mấy rồi? Thanh lý 27 kèm số điện thoại. Thanh lý 27 kèm số điện thoại cho em bán các chị yêu là 29.000. Chị nào chia sẻ livestream em chốt mã này nha các chị em ơi. Mã này là không bằng được gốc đâu ạ. Được chưa? Mã này lên đơn cho em luôn. Em chào chị An Nguyễn Huyền, chị Anh Nguyễn Huyền nhá. Chị Anh Huyền Nguyễn nhá. Các chị lên đơn cho em mã này là thanh lý 27 kèm số điện thoại lên đơn. Được chưa? Em bán 29.000 đồng một chiếc. Chị yêu nào chốt mình lên đơn cho em là thanh lý 27. Thanh lý 27 em bán 29k. Em bán 29.000 đồng một cái. Chị yêu nào chốt thanh lý 27 comment thanh lý 27 nhá. Chị yêu nào mình chốt mã này mình lên đơn là thanh lý 27 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 27 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Với giá là bao tiền ạ? 29.000 đồng một chiếc. 29.000 đồng các chị yêu có một chiếc này luôn nhá. Lên đơn em chào chị Khả Mỹ. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 27. Em chào chị gái Bống Nhí nhá. Có thấy em không chị? Có thấy chị Nguyễn Tiến Đạt đấy ạ. Có thấy chị gái nhá. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 27. Kèm màu, kèm số lượng và kèm số điện thoại. Chia sẻ livestream em chốt đơn giá này 29.000 đồng một quần. Được chưa? 29.000 đồng các chị em mình đang có một quần mã hàng thanh lý 27 cho em. Thanh lý 27 kèm số điện thoại là có đơn. Được chưa? 29k. Chia sẻ livestream nha các chị yêu nha. Chia sẻ livestream lên cho em nha các chị gái. Lấy mấy chiếc cũng được. Được chưa? Lấy mấy chiếc cũng được, khi mà nó chỉ còn gần này màu thôi. Nó không còn nhiều màu, nó không còn đa dạng màu nữa rồi. Em chỉ còn vài màu này thôi nhá. Còn được khoảng 15 chiếc. Em thanh lý lốt cho các chị luôn với giá là 29.000 đồng. Hàng của em đi chưa chị? Đi rồi chị nhá. Quần này của bé trai, à của bé gái chị ơi. Cái quần này của bé gái ok chị An Huyền.
Chị An Nguyễn Huyền em chốt đơn của Thanh Lý 27. Chị Nguyễn Tiến Đạt em chốt đơn của Thanh Lý 27. Các chị lên đơn là Thanh Lý 27 kèm số điện thoại cho em. Gửi 4 ngày rồi, ok chị gái luôn. Mã này lên đơn là Thanh Lý 27 kèm số điện thoại. Thanh Lý 27. Cái này em còn đến 27 cân thôi chị ơi. Chắc chỉ còn, em cũng chưa xem hết hàng á. Hôm trước là nó có đến 35 cân á. Nhưng hiện tại là em không biết là nó còn đến bao nhiêu cân. Được chưa ạ? Cái này em chỉ chốt cho các bé đến tầm 27 cân thôi. Hôm trước là có đến 30kg, à 35kg, nhưng không biết nó có còn không. Em cũng chưa soạn sai luôn á. Bây giờ em chốt cho các chị đến 27 cân. 27, 28 cân là thoải mái cho em, đẹp cực kỳ. Em bán cho các bé với giá là 29.000. Mã hàng Thanh Lý 27 kèm số điện thoại. Mã giúp em là Thanh Lý 27. Chị ơi áo gió đúng rồi, chị Trần Nga áo đằng sau là bé gái nhá. Mây mưa đang có bán áo phông. Áo phông em không còn hàng rồi sao chị ơi? Thanh Lý 27 kèm số điện thoại nhá. Em bán cho mọi người với giá là 29.000 đồng một chiếc. Cho em xin cái thảm vào đây đi. Em tặng quà xong là em bán hàng tiếp. Đấy chứ ạ, Thanh Lý 27 kèm số điện thoại cho em. Bán cho các chị gái yêu với giá là bao tiền ạ? Bán cho các chị yêu với giá là 29.000 đồng một cái nhá. Chị yêu nào chốt thì lên đơn là Thanh Lý 27. Chứ cái này các chị đi nhập xỉ không có cái giá này luôn. Thanh Lý 27 kèm số điện thoại rồi. Bây giờ xin phép gửi tặng các chị yêu này. Đấy chứ ạ, xin phép gửi tặng các chị yêu luôn. Giá xỉ đó bao nhiêu em? Chị Trần Nga ơi, xỉ cái này nhà em không còn hàng đâu. Em chỉ còn được khoảng 20 cái đấy, em Thanh Lý lốt nhá. Cái đấy là quần của bé gái chị nhá. Cái đấy quần, cái đấy nó không còn đủ size để các chị lấy xỉ đâu ạ. Thanh Lý 27 ok chị gái này. Chia sẻ livestream chốt đơn nha các chị gái ơi. Cứ chia sẻ mã đấy là em chốt đơn được chưa ạ? Thanh Lý 27 cho chị Oanh Nguyễn. Ok chị gái luôn. Lên đơn là Thanh Lý 27, chị Đan Thư chia sẻ like, chị Linh Linh Bích chia sẻ like giúp em với nào. Thanh Lý 27 kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Quần đấy là quần của bé gái nha chị ơi. Quần baggy của bé gái đây, em đã nói rất là rõ khi mà like rồi các chị. Chia sẻ livestream mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ là. Đây các chị nhìn cho em này. Quần là dáng baggy nhá. Em nói luôn là chất vải đũi, em bán 29.000. Mã giúp em là Thanh Lý 27, nhưng mà căn bản này hàng đẹp, form đẹp. Được chưa ạ? Hàng đẹp, form đẹp nha các chị em nhá. Bán 29k mã hàng Thanh Lý 27 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Thanh Lý 27 kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ bộ này em tặng không đồng. Bộ này hôm qua em bán gần như hết size rồi. Thanh Lý 27 kèm số điện thoại các chị nhá. Còn gối không em còn nha. Chị Trần Nhung cứ lên cho em mã là gối hơi kèm số điện thoại. Để cho lên đơn cho em mã là gối hơi kèm số điện thoại cho em. Tầm này bây giờ bắt đầu mới bán. Cái mã này của em này nó đẹp xịn sò luôn. Để cho bộ này của em nó là bộ lụa Hàn Châu nhá. Bộ lụa lụa co giãn. Đây các chị nhìn tăng mát cho em này. Hàng nó may đẹp, form đẹp. Nhà các chị em ơi, cái mã này may đẹp, form đẹp. Em tặng kỷ niệm các chị không đồng. Để cho bộ này tặng kỷ niệm các chị yêu đã chia sẻ livestream giá không đồng. Anh Đức ơi, chân xin cái thảm vào đây đi. Tặng kỷ niệm các chị yêu này giá không đồng nhá. Dành cho các chị yêu đã chia sẻ like. Sao dạo này view quá thấp như này nhỉ? Ngày mai cứ phải chạy thử thôi. Cho em một cái điện thoại khác đi nào. Hỏi cái đứa kia nó bảo dạo này bình thường mà sao nhà mình lên dạo này lại kém thế nhỉ? Cứ lên Thanh Lý 27 là được nha các chị em nhé. Cứ lên Thanh Lý 27 đấy chứ ạ, cứ lên Thanh Lý 27 cho em là ok rồi. Bây giờ bán tặng lốt các chị bộ này với giá không đồng luôn, áp dụng cho các chị yêu này đã chia sẻ giúp em 2 lần trên trang cá nhân. Trả lời rồi, đã chia sẻ giúp em 2 lần trên trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm rồi thì các chị hãy comment cho em game. Còn không mình ngừng nhá. Trời ơi nóng quá. Ok, chờ các bác lên đơn cho em mã này luôn là tặng bộ xịn gạch ngang số điện thoại. Em ghim chị yêu thứ 6, mã tặng bộ xịn gạch ngang số điện thoại nhé. Ghim chị yêu thứ 6 có logo là người chia sẻ. Mã giúp em là tặng bộ xịn nào, cho em xin cái thảm đây. Cái mã này còn hàng không mà lên. Tặng bộ xịn gạch ngang số điện thoại, em ghim chị yêu thứ, em ghim chị yêu thứ 6. Được chưa ạ? Rồi bây giờ lên cho các chị cái mã này này, chị nhà nào cũng cần luôn. Tặng bộ xịn gạch ngang số điện thoại cho em, không phải bộ xinh đâu, comment sai là không đọc luôn. Tặng bộ xịn gạch ngang số điện thoại. Ghim chị yêu thứ 6 có logo là người chia sẻ trên máy chủ nha mọi người. Phải có logo là người chia sẻ trên máy chủ. Chị Đào Cơm Như comment sai không tính nhá. Được chưa ạ?
Tặng cho chị yêu nào đây, nhanh tay lên nào để em còn bán hàng nào. Chị Như Nguyệt toàn chấm thôi. Chào chị Thiên Nguyễn nha. Chị Thùy Thanh thì 27, ok chị Thùy Nguyễn. Tặng bộ xịn kèm số điện thoại cho em. Tặng bộ xinh à? Các chị có nghe là thành ra xinh à? Các chị nghe thành xinh à? Tặng bộ xịn nha. Chị Đỗ Hường sai cú pháp, chị Đào Kim Như sai cú pháp, chị Vân Nimi lên đầu tiên. Chị Phương Thúy Phạm lên thứ hai. Chị Đỗ Hường lên thứ ba, chị Thanh Ngô lên thứ bốn, chị Yên Bình lên thứ năm. Được chưa ạ? Ok, em chúc mừng chị gái. Chị Hợp Nguyễn lên thứ sáu nhưng mà lại thiếu cú pháp rồi. Chị Hợp Nguyễn lên thứ sáu nhưng thiếu cú pháp rồi. Chị Hợp Nguyễn lên thứ sáu nhưng thiếu cú pháp rồi chị ơi. Chị Hợp Nguyễn lên thứ sáu nhưng thiếu cú pháp mất rồi chị ơi. Rồi ok, chúc mừng chị gái Tuyết Nguyễn nhá. Chị bên dưới là bên dưới chị Hợp Nguyễn là chị Tuyết Nguyễn này. Chị Tuyết Nguyễn này, xong mới đến chị Nhung Hồng Chu này, xong đến chị Như Nguyệt này, xong đến chị Thanh Nê, xong đến chị Trần Ngân Trần Nga nhá. Chúc mừng chị gái Tuyết Nguyễn này. Anh ơi, ghi tặng cái bộ này cho chị Tuyết Nguyễn này. Nhận được một bộ này giá 0 đồng nhá, chị này cũng mấy lần được quà đấy. Dạ. Xem lại cho em cái mảng bảng giá của cái này anh ơi. Cái này hôm nay gửi bù này. Được chưa ạ? Các chị lên đơn tiếp cho em mã này luôn này. Chia sẻ livestream lên 130 chị gái em tặng bộ vàng em đang treo nhá. Cái mã này lên đơn cho là thảm kèm số điện thoại. Thảm chân kèm số điện thoại cho em ạ. À. Em bán các chị yêu này 99.000 đồng 4 chiếc nhưng mà hàng dày. Được chưa ạ? Hàng dày, không thấy em mà chị có thấy ạ. Áo chống nắng em hết hàng rồi chị nhá. Mã này lên đơn cho em luôn là thảm chân kèm số điện thoại cho em, để đâu mà không đẹp ạ. 99.000 đồng ạ. Các chị em mình có 4 chiếc nhá. Lên đơn là thảm chân kèm số điện thoại cho em. Vô lý lắm mà như nào chị? Cái gì mà vô lý lắm đấy ạ? Em tặng quà là không thấy. Bị ẩn comment à. Cái mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Thảm chân kèm số điện thoại. Các chị thích lấy hình gì cũng được, nếu không, nếu mà các chị không cần chọn hình, thấy hình nào cũng xinh. Ok chưa? Thì là các chị gì ạ? Lấy cho em 4 màu. 99.000 đồng 4 chiếc, mã cho em là gì ạ? Thảm chân kèm số điện thoại nhá. Thảm chân kèm số điện thoại cho em 99.000 đồng. Các chị em mình có 4 chiếc. Áo khoác đằng sau đợi tí em lên luôn ạ. Mã giúp em là thảm chân gạch ngang số điện thoại cho em 99.000 đồng 4 chiếc nhưng hàng siêu dày. Được chưa ạ? 99.000 đồng 4 chiếc thảm chân, comment cho em là thảm chân kèm số điện thoại. Bảo là nó vẫn là cái hôm nọ anh báo chị thiếu thấy. Nó vẫn ra đấy. Là bao nhiêu? Thảm chân kèm số điện thoại cho em đây. Nay lên mã này không biết được. Chị bảo hôm trước anh báo thiếu. Mã hàng thảm chân kèm số điện thoại cho em. Thảm chân kèm số điện thoại cho em với giá bao tiền ạ? 99.000 đồng các chị em mình có 4 miếng nhá. 4 miếng các chị em mình có này. Để nhà bếp này. Để cửa ra vào đúng không ạ? Để cửa ra vào, để phòng khách các kiểu luôn. Đấy, để phòng ngủ cho em cũng ok. Để cửa nhà tắm, mã hàng thảm bếp kèm thảm chân kèm số điện thoại. Là ok, chị Vi nhím nhím thảm chân này, chị Trần Nhung thảm chân này. Các chị lên đơn là thảm chân kẹp ngang kẹp số điện thoại cho em. Được chưa? Gạch ngang số điện thoại giúp em nha các chị gái. Với giá là bao tiền ạ? 99.000 đồng 4 chiếc. 99.000 đồng 4 chiếc thảm 3D. Các chị em comment lên đây cho em mã này là thảm chân kèm số điện thoại cho em. Thảm chân kèm số điện thoại cho em. Ok chưa? Thảm chân kèm số điện thoại cho em nhé. Chị yêu nào chốt thảm chân mình comment lên đây là thảm chân gạch ngang số điện thoại cho em với giá là bao tiền ạ? 99.000 đồng 4 chiếc thảm chân, 99.000 đồng 4 chiếc thảm chân nhá. Ok chị Đan Tư lấy lên mã cho em là thảm chân kèm số điện thoại cho em. Thảm chân kèm số điện thoại. Thảm chân kèm số điện thoại cho em nhá các chị gái nhá. 99.000 đồng các chị em mình có 4 chiếc. 99.000 đồng có 4 chiếc thảm chân. Mã giúp em là thảm chân gạch ngang số điện thoại cho em. 99.000 đồng 4 chiếc. Được chưa ạ? 99.000 đồng 4 chiếc thảm chân. Chị yêu nào chốt thì lên đơn là thảm chân kèm số điện thoại cho em, toàn hình đẹp thôi. Đấy, toàn bộ là hình đẹp. À ngày nay em có bộ đũi em bán xả mấy chục nghìn, các chị có lấy không? Dày lắm, cái thảm này dày cực kỳ luôn ạ. Mã cho em là thảm chân kèm số điện thoại cho em với giá 99.000 đồng 4 chiếc nhá. 99.000 đồng 4 chiếc thảm chân. Chị yêu nào chốt thảm chân comment cho là thảm chân kèm số điện thoại cho em. Thảm chân kèm số điện thoại là ok lên đơn. Cái tất này có từ 0 tuổi này đến mấy tuổi, cái tất siêu nhân nhẹ này. Tất siêu nhân nhẹ này để in trên size size này. Có từ 0 tuổi nhá. Không phải. Nếu mà như thế này thì không phải giá này. Bởi vì hôm nay chị báo giá khác. Thế thì không hóa đơn. Không phải như ý là hôm nọ anh báo cái giá đấy là khác rồi. Chị bảo vẫn bằng giá hôm nọ nhưng không phải giá như này. Thế mới phải phải xem lại. Cái loại 1 tuổi. Đây là giá 1 tuổi. Đây là... Thế là cao nhất là bao nhiêu để bán một giá? Thế mai biết đằng nào mà.
Ok chưa mọi người ơi, lên áo phao bé đi em rồi. Ok chị này, chị yêu nào chốt thảm chân comment thảm chân nhé. Thôi cái tất đấy thì lúc khác lên sau nha mọi người ơi. Lên áo đằng sau của bé, áo đằng sau của bé cho em xin mã áo đằng sau của bé này. Cho em xin cái mã áo đằng sau của bé nhá. Vừa mới vào à chị? Ok mọi người này, em cũng đang vừa mới bán thôi. Chị yêu nào chốt thảm chân comment thảm chân cho em. Được chưa? Chị yêu nào chốt thảm chân comment thảm chân. Hôm nay nhiều, nói chung là áo gió áo riết thì vẫn còn đầy. Tặng cho chị Tuyết nguyên bộ quần áo đấy ghi chưa? Em vừa bỏ ghim rồi. Thảm chân kèm số điện thoại lên bộ nam đi chị ơi. À bộ nam à? Bộ nam hôm nay có mẫu gió mới thôi, không có mẫu u mì nữa rồi. Đây lên cho các chị luôn này, thanh lý. Thanh lý 28 kèm số điện thoại màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu tím, màu hồng. Đỏ, trắng, đen, tím, hồng, áo bo zip nha. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Lên đơn cho em mã này là thanh lý 28 kèm số điện thoại. Thanh lý 28 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán chiên cho các chị luôn là 59.000. Cái form này free size nhá chị em nhá. Form này free size cho chị em mình từ 40 cân. 40 cân cho chị em mình đến tầm khoảng là chị em tầm khoảng là 58 cân đổ về. Các chị lên đơn cho em mã này là thanh lý 28 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 28 và kèm số điện thoại lên đây cho em nhá. Giá em bán cho các chị với giá là em bán cho các chị với giá là 59k màu tím này. Thanh lý 28 màu tím này. Thanh lý 28 em có màu đen này. Thanh lý 28 em có màu đen này. Thanh lý 28 em có màu đỏ nhá. Thanh lý 28 em có màu đỏ này. Thanh lý 28 em có màu gì ạ? Màu trắng này. Chị yêu nào chốt thanh lý 28 mình comment lên là thanh lý 28 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu với giá là gì ạ? Lên ma áo phao trai đến 50 cân đó chị. Trai đến 50 cân thì không có rồi. Ma lên đơn cho em luôn là thanh lý 28 kèm số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người với giá luôn là. Thế thì các chị phải chốt sang hàng nam rồi. Màu vàng nữa này, màu vàng nhá, thanh lý 28 màu vàng. Đấy chị ạ, lên đơn đầy đủ giúp em là thanh lý 28. Em bán cho các chị yêu với giá là 59.000 đồng một chiếc, thanh lý 28 kèm số điện thoại. Thanh lý 28 kèm số điện thoại cho em. Lên cái gì đi ạ? Lên áo khoác đi. Ok chị gái luôn này. Lên luôn cho các chị áo khoác đằng sau em là thanh lý 29 nhá. Lên luôn cho mọi người áo khoác đằng sau của em là thanh lý 29. Được chưa ạ? Thanh lý 29 cho em không? Xong lên mờ đấy nhỉ? Xong lên mờ thì tiền tin này, các chị nhìn thấy rõ không? Các chị nhìn thấy rõ không mà tại sao nhà em mờ đấy nhỉ? Đây cái áo khoác của em này là thanh lý 29 nhá. Em có size đến 27 cân. Em có size đến 27 cân nhưng mà nó chỉ còn một sắc hồng đỗ hồng nhạt không? Hồng đỗ hồng nhạt màu tím cho khách hàng rồi không? Mã hàng thanh lý 29 cho em. Em bán lốt này 100. Rồi ok chị gái, rõ mà ok chị luôn này. Tại vì em thấy của nhà em nó lại mờ quá. Của nhà em lại thấy mờ quá mạng nhà em ấy. Mã hàng này lên đơn cho em luôn là thanh lý 29 kèm số điện thoại nhá. Thanh lý 29 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Hàng cao cấp em bán lốt 115.000 đồng một chiếc. 115. Lên đơn là thanh lý 29 kèm số điện thoại. Các chị nhìn cho em này. Size từ size 16 cân đến size 27 cân. 16 đến 27 cân. Được chưa? Chị Phương Nguyễn thanh lý 28. Ok chị Nguyễn Tiến Đạt. Lên đơn cho em mã này là gì ạ? Thanh lý 29 kèm số điện thoại cho em. Mở quá. Áo nên áo kìa. Về mỗi mã đấy thôi mà. Ô xong mạng nhà mình mờ, cái điện thoại này của mình mờ thế nhỉ? Mã hàng này giúp em là thanh lý 29 nhá, có cả màu tím nữa này. Màu tím. Được chưa? Em bán là 115.000 đồng hàng Quảng Châu. Chị yêu nào chốt cái mã này mình lên đơn cho em luôn. Là gì ạ? Thanh lý 29 kèm màu. Size từ size 16 17 kg cho đến size 27 kg. Ok chị Huỳnh Minh Thơ, không hiểu chắc là do mạng nhà em. Chắc là do mạng nhà em ạ. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là thanh lý 29 kèm số điện thoại nhá. Em bán cho các chị em nhà mình với giá là 115.000 đồng một chiếc, 115. 115.000 đồng một chiếc, mã hàng thanh lý 29 kèm số điện thoại. Xong chưa? Thanh lý 29 xong chưa? Thanh lý 29 kèm số điện thoại cho em 115. 115.000 đồng một chiếc nha, mã thanh lý 29. Đây có cái bộ gió nam xem size chưa? Bộ anh vừa cầm vào ấy. Bộ gió nam này này, xem size chưa? Bộ này hôm nay bán rẻ lốt đi. Cái này là gió mềm, đẹp lắm luôn. Bộ gió nam. Được chưa? Cái này bộ gió của em nó là gió. Hàng này các chị mua trong quán nó phải rơi vào 200 mấy nghìn một bộ luôn nhá. Hàng này của em nó rơi vào 200 mấy nghìn một bộ. Em bán lên đây cho các chị yêu với giá 109.000 đồng. Đây các chị nhìn cho em này. Bên trong nót này. Được chưa? Mã này đơn là thanh lý 30. Size từ bao nhiêu cân?
đẹp lắm luôn. Đây các chị nhìn cho em này, hàng nó đẹp xịn luôn nhá. Mã lên đơn cho em luôn là thanh lý 30 kèm số điện thoại dáng thể thao. Thanh lý 30 cho em. Từ 50 cân đến size 70 cân. Đẹp chưa các chị ơi? 50 cân đến 70 cân em bán luôn cho mọi người là 109.000 đồng. Em nói luôn này, cái bộ này ấy, 109 ấy, thì các chị em mình mua một cái áo không thôi là đã ok nhá. Thanh lý 29 ok hiền hiếp. Mã này lên đơn cho em là thanh lý 30. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? Thanh lý 30 kèm số điện thoại cho em size từ size 50 cân đến size 70 cân. Một bộ gió này, bộ gió hàng mềm đẹp dáng thể thao như này với giá bao tiền ạ? 109.000 đồng thanh lý 20. Đồng hồ à, chị Nguyễn Thủy ơi, đồng hồ em còn nguyên màu vàng thôi. Lên đơn là đồng hồ kèm số điện thoại em thanh lý lốt 35.000. Mã này lên đơn cho các chị luôn là thanh lý 30. Em chỉ có một màu tím than, màu xanh 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 than này thôi nhá, đẹp chưa? Em bán là 109.000. 109 mã hàng thanh lý 30 kèm size kèm số điện thoại, đẹp dã man luôn. Thanh lý 30. Đúng rồi cả bộ. Ok, thanh lý 30 cho chị Nguyễn Tiến Đạt. À, này chị nhận rồi gửi. Này chị nhận hàng rồi, em gửi bưu điện à. Đúng rồi chị ơi, thanh lý 30. Em nói luôn hàng xịn, bộ gió xịn, dày, mịn, đẹp cực kỳ, thanh lý 30. Ok chị Thắng Lý nhắn tin. Nhắn tin được cái gì ạ? Cái gì hả chị Oanh Vũ ơi? Thanh lý 30 chị. Ok chị Nguyễn Tiến Đạt có hàng rồi chị nhá. Cái này không có màu đen, một màu này duy nhất thôi. Cái này em chỉ còn khoảng 10 bộ thôi. Chà, cái này em chỉ có khoảng 10 bộ thôi. Thanh lý 30 kèm số điện thoại cho em 109.000 đồng các chị nhìn cho em này. 109.000 đồng một bộ ạ. Mã hàng thanh lý 30 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 30 kèm số điện thoại. Bộ gió nhá, bộ gió hàng nót nhung dày. Được chưa ạ? 109.000 đồng thanh lý. À em nhắn tin không được các chị. Chị Oanh Vũ ơi, sao lại nhắn tin không được hay là không được ai check hay như nào ạ? Thanh lý 30 kèm số điện thoại. Ôi ok chị gái thanh, chị Tiến Đạt ok chị luôn. Thanh lý 30 kèm số điện thoại nào, áo phao cho mấy trai. Thanh lý 30 ok chị Vi nhím nhím, em bán là 109. 109.000 được chưa ạ? Rẻ quá. Mã này lên đâu là thanh lý 31. Em nói luôn này, bộ này áo này chị yêu nào nhận rồi cho em xin một cái feedback. Dạ ok chị Tướng Thị Dinh thanh lý 30. Chị yêu nào? Không ai trả lời à? Dạ ok chị, ngày mai bên em trả lời sau nhá. Tại vì là hôm có khi là các chị nhắn tin bên em chưa kịp check hết ạ. À, mọi người thông cảm nhá. Thanh lý 30 cho chị Vũ Huệ. 109.000 đồng các chị yêu này, bộ gió của Nam. Các chị nhận hàng các chị thấy cái gió của nó mới thấy đẹp làm sao rồi. Ôi gió ra nó mềm, nó xịn dã man, chứ không phải gió mặc lên như kiểu cái áo ly lông đâu nhá mọi người nhá. Đẹp dã man luôn. Mã hàng thanh lý 30 mua một cái áo 109.000 đã ok rồi, chứ đừng nói đến cả bộ. Được chưa ạ? Một cái áo gió này 109.000 đã ok rồi, đừng nói cả bộ. Cả bộ, tất cả này, cả quần nó đều lót nhá. Được chưa ạ? Hàng mã này đầy đủ size cho các anh luôn, từ 50 đến 70 cân. Mã hàng thanh lý 30 kèm số điện thoại. Dạ ok, chị Nguyễn Nguyễn có thanh lý 30, chị Vũ Huệ có thanh lý 30, chị Hải Vân có thanh lý 30. Chị Nguyễn Thảo mình có thanh lý 30 luôn nha chị ơi. Đây các chị nhìn cho em cái áo phao của em này. Áo phao cho bé trai size 30 đến size 37 cân. Được chưa ạ? Thanh lý 31. Cái này các con có thể mặc được hai mặt luôn nha mọi người nhá. Mẫu áo phao hip hop cho bé trai size đại cổ 159.000 đồng. Các chị lên đơn cho em mã này là thanh lý 31 kèm màu. Em có tổng tất cả 3 màu. Mẫu này các con hoàn toàn mặc được hai mặt nha. Mẫu này các bé thích, các bé mặc được hai mặt, 159.000 đồng nhưng mà phao đẹp xịn luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được chưa ạ? Thanh lý 31 em có gì ạ? À, áo khoác bé trai đó đẹp lắm, không ai nghĩ mua 150k đúng không chị? 159.000 đồng mã hàng lên đơn giúp em là gì ạ? Đẹp cực kỳ luôn. Em thật sự các chị đi vào trong quán rẻ nhất các chị cũng phải mua trên 200.000 nhá. Trên 200.000 được chưa ạ? Mã hàng thanh lý 31 kèm số điện thoại cho em. Cái này hoàn toàn mình có thể cho bé mặc hai mặt nếu như các con thích. Bên trong của nó này, trần này. Được chưa ạ? Thanh lý 31 em chốt đơn cho các chị yêu từ bé từ 30 cân đến 37 cân, màu đỏ, màu xanh và màu màu đỏ còn một cái, màu lâu, màu xanh. Được chưa ạ? Logo 100 chữ này thêu hết. Mã hàng thanh lý 31 kèm màu lên đây cho em. Được chưa ạ? Thanh lý 30 cho chị Hoàng Ngọc, cho chị Quỳnh Nhi Vũ để lại số điện thoại. Chị mới lên đã có đồ rồi ạ. Đã cái gì ạ? Chị Nga Đỗ. Thanh lý 31 cho em. Em đang hóng hàng lắm rồi đây. Ui đẹp lắm luôn ạ. Thanh lý 31 cho em nhá. Em bán là 159k một áo. Ok chưa các chị, thanh lý 31 kèm số điện thoại. Đây là những cái hàng này em nói luôn này. Nhà em vì sao nó rẻ, bởi vì em nhà em về em bắt đầu mới cho các bạn đóng túi. Nhà em bắt đầu mới mua túi bóng đóng túi cho các chị luôn đấy ạ. Đó, em lên cho các chị mã này luôn là thanh lý 32, mẫu áo gió này. Ui. Áo gió, hàng áo gió tàu.
đẹp một cách dã man luôn. Thanh lý 31 cho chị Nguyễn Thảo một chiếc. Ok chị gái luôn, bộ thu đông cho bé gái 20 cân đó em tí ạ. Ở trường các cô đoán mua tầm 300 đó. Thank you chị gái. Đấy em cứ nói tầm đấy thôi các chị em này. Chị nhìn cho em mã này, áo này của em này. Đẹp dã man luôn. Được chưa ạ? Cái này của em nó túi tức nó có khóa, cẩn thận cho các chị gái nha. Em bán rẻ lốt. Mọi người nha, em bán rẻ lốt các chị yêu với giá bao tiền ạ? 75.000. Mã hàng thanh lý bao nhiêu anh ơi? Ơ cái mẫu này năm nay chỉ có màu đen thôi à? Mẫu này năm nay chỉ có màu đen thôi anh. Cái này có size đến 55 cân nhá, từ 40 cân đến 55 cân. Cái này phải từ 40 cân đến 55 cân không nhỉ? 40 kg đến 55 kg mã hàng thanh lý 32. Chị Nguyễn Thảo có rồi. Các chị lên đơn cho em ok chị gái luôn. Thanh lý 32 có size nhá, hàng nhà em bán toàn bộ có size. Được chưa? Thanh lý 32 này, em có size đến 55 kg. Áo gió size nhỡ em bán 75 000 đồng. Các chị yêu comment lên đây cho em mã này là thanh lý 32 kèm số điện thoại. Được chưa? Áo gió 3D cho bé trai. Chị yêu nào chốt lên đơn là thanh lý 32 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 32, cái này size đến 55 cân đúng không? Thanh lý 32 kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào chốt thì comment lên nhá. Cái mã này em còn màu lâu, em vừa lên rồi thôi. Cái mẫu này là mẫu hip hop đẹp cực kỳ luôn. Logo chữ này theo này 159 000 đồng thanh lý 31. Thanh lý 31 kèm số điện thoại cho em. Phải thanh lý 32 kia là đến 55 cân không? Thanh lý 32 em có từ 40 cân, cái này là áo dành cho các bạn nhỡ nhỡ size ấy, kiểu cấp 1, cấp 2, cấp 3 ấy nhá các chị. Kiểu cấp 2, cấp 3 ấy các chị gái nhá, nhỡ nhỡ size. Kiểu như thiểu thanh niên chưa phải à, người lớn chưa phải mà bé không phải đâu ấy. Đó mọi người nhìn cho em này. Đẹp chưa? Em bán cho các chị yêu với giá nào 75 000 đồng thanh lý 32 kèm số điện thoại. Thanh lý 32 kèm số điện thoại cho em 75k, đây là đằng sau. Được chưa? Thanh lý 32 kèm số điện thoại 75 000 đồng một chiếc, có hai màu đen và tím than. Gió bé trai size nhí đi rồi ok chị gái luôn. Ui size nhí nhà em cũng còn nhiều đấy, size nhí nhà em còn mẫu heo mẫu nhé. Mã hàng này lên đơn giúp em luôn là thanh lý 32 nhé. Em có size đến 55-56 cân vẫn ok. Được chưa? Chị yêu nào chốt thanh lý 32 comment thanh lý 32. Có áo khoác cho bé 15 cân. Ui nhiều lắm chị ơi. Áo khoác cho bé 15 cân thì nhà em gọi là bạt ngàn luôn. Không thiếu một cái mã gì. Thanh lý 32 kèm số điện thoại. Thanh lý 32 ok chị gái Phạm Thư. Hôm nay đã có bạn nào gọi điện lại cho chị chưa? Hôm nay đã có bạn nào gọi điện lại cho chị chưa ạ? Rồi tiếp tục em lên cho các chị mã này. Tất này lên đơn là tất quả. Cái này là tất gì đây nhỉ? Hình này. Cái này xịn lắm luôn nha các chị em ơi. Đủ size cho các bé này. Đến số A85 là đến 8 tuổi đây à anh ơi. A885 này trong đơn là ghi là đến 8 tuổi đây đúng không? Cái mẫu này em chốt cho các bé đến 6 tuổi thôi. Mẫu tất này em có từ size số 1, từ 0 tuổi cho đến 6 tuổi. Em bán này các chị em nhìn cho em này, cái dòng tất của em này. Nó đẹp, nó xịn dã man cho ạ. À. Em bán cho các chị yêu là 59.000 đồng 10 đôi. Mã này lên đơn cho em luôn là thanh lý bao nhiêu? Dạ ok chị à, áo phao ý em ok chị gái Phạm Thư có luôn này. Áo phao chị Huyền Vũ ạ, đợi em tí ạ. Thanh lý 32 chị Hoàng Ngọc ạ. Hàng ngày chị hôm nay đi chưa em? Chị Nguyễn Thảo em cũng không nhớ hết đâu ạ. Cái mã này các bác lên đơn cho em luôn là gì ạ? Chị Nguyễn Thảo ơi, nếu mình muốn chốt đơn thêm mình cứ chốt thôi nhá, còn ngày mai bên em các bạn còn cần. À chị Nguyễn Thảo ơi, hôm nay như đơn của chị đi 3-30k cái gì đấy đúng không? Đi rồi chị nhá. Nào cái mã này có từ 0 tuổi. Trời ơi các bác ơi. Mẫu tất 3D em bán là 59.000 đồng. Lên đơn cho em từ 0 tuổi thanh lý bao nhiêu đây? Comment lên đây là tất 3D kèm số điện thoại đi. Em bán 59k. Ui các chị em ơi đẹp dã man luôn này. Nó có từ 0 tuổi nhá. Nếu như các cái bé mà nhỏ nhỏ ấy thì nó sẽ là hàng 3D xịn như này này. Nó kiểu nó ngộ nghĩnh như này này. Được chưa ạ? Đẹp dã man luôn, 59.000 đồng lên đơn là tất 3D kèm số điện thoại cho em. Đấy các chị nhìn nhá. Đó nó. Khi mà đeo ấy các con đeo nó có cả cái mỏ ra đây này. Các chị nhìn thấy không? Tất 3D, comment lên đây nhá. Đó, thấy chưa? Tất 3D kèm số điện thoại cho em nhá các chị gái nhá. Em bán cho các chị yêu là 59.000 đồng 10 đôi. Hàng xịn lắm luôn, mọi người đi ra ngoài chắc chắn mua 10.000 đồng một đôi. Được chưa? Đấy là số bé nhất nhảy size, mà bây giờ em bán gom một size. Em bán gom một size thực sự là size bé thì em được lãi vài nghìn. Còn những cái size lớn là gần như em không có lời luôn. Được chưa? Lên đơn cho em mua là lá mã này tất 3D. Tất 3D của bé, ví dụ như của các bé này là có chống trơn nhá. Được chưa? Ví dụ như cái mẫu này. Đó, em bỏ ra thử cho mọi người xem mã này. Nó có chống trơn, chống trượt này. Để ví dụ như kiểu các bé đi làm tất cổ dày luôn đấy. Các chị hiểu không ạ? Ví dụ như các con đang tập đi, các con chưa đi dép đấy. Thì là cái này của em luôn này. Là nó chống trơn luôn nhá. Các chị khẳng định luôn hàng này mọi người đi ra ngoài mua 10.000 đồng một đôi. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là tất 3D. Kèm số điện thoại cho em nhá. Đây là của các bé nhí nhí thì nó sẽ có như thế. Còn của các bé lớn đây. Cái này có đến size 6 tuổi nhá.
Được chưa? Tất 3D em các chị lên tuổi cho em nhá. Đó. Đây này các chị nhìn xem. Ôi các chị em ơi, đẹp như thế này 59.000 đồng 10 đôi. Dạ ok, tất 3D. Tất 3D đủ size, ok chị Thắng Lý, chị Nguyễn Tiến Đạt tất 3D, chị Nguyễn Thảo tất 3D ạ. Tất 3D và kèm số điện thoại cho em. Các chị gái nhá, với giá là 59.000 đồng 10 đôi. Không đẹp không lấy tiền, khẳng định luôn ạ. Tất 3D kèm số điện thoại cho em là ok, các chị có đơn hàng luôn. Đây. Siêu nhân nữa này. Tất 3D ok, chị Lan Linh Trương em chốt đơn ạ. Em chào chị Tuyên Võ này, tất 3D kèm số điện thoại cho em. 59.000 đồng chị em mình có 10 đôi. Hôm nay chị chuyển khoản rồi, em nhận được rồi chị nhá. Đây các chị nhìn cho này, cả siêu nhân nhá. Cả tất siêu nhân luôn, tất 3D kèm số điện thoại. Chị Dương Vũ ơi comment lên đây là tất 3D, các chị nhìn cái cổ của nó này. Ôi đẹp thế chứ ạ. Tất 3D kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng, các chị yêu có 10 đôi. Em bán gom và một size. Được chưa ạ? Cái này đủ size từ 0 tuổi cho đến 6 tuổi. Chị em mình comment lên đây là tất 3D kèm số điện thoại cho em. Ok chị Ngọc Nhi đợi em chút nhá, cho em xin cái áo gió bé gái đi nhá. Xả lốt cái lô áo gió này đi để về ra mã khác đi. Mã này lên đơn cho em là tất 3D kèm số điện thoại là ok nha các bác nhá. Em bán cho mọi người với giá là 59.000 đồng 10 đôi tất 3D nhá. 10 đôi 10 đôi. Cứ 59.000 đồng 10 đôi. Cái này có những chị còn mua cả 20 đôi cơ. Một trong một set này, trong một set này đủ màu luôn. Được chưa? Xinh lắm. Tất 3D kèm số điện thoại. Tất 3D kèm số điện thoại, riêng hàng của bé nó có chống trơn chống trượt luôn, nó như một đôi giày. Như các con đi giày luôn. Tất 3D cho chị Thành Tuấn, tất 3D cho chị Vi nhím nhím ok chị gái luôn. Chị Nguyễn Hợp ơi lên cô em, tất 3D ok chị Nguyễn Nga 6 tuổi ok chị yêu luôn này. Tất 3D kèm số điện thoại cho em, đẹp quá luôn mọi người ơi. Thật sự lô này về quá đẹp luôn ạ. Tất 3D nhá và kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng 10 đôi. Cứ 59.000 đồng 10 đôi. Dạ ok chị Quang Hà Hương Sơn em chốt đơn của tất 3D. Còn chị yêu nào mình chốt đơn mã này mình comment lên là tất 3D kèm số điện thoại. Dạ ok chị gái Nguyễn Thảo có áo khoác lót nông không chị? Em có nha chị Hà Trần. Tất của con trai, tất của con trai cả của con gái tất 3D cho chị Yên Bình ok chị Nhung Vũ tất 3D 5 tuổi ok chị gái luôn. Lên là tất 3D kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị yêu với giá nè. Anh ơi hôm nay còn mẫu tất mới em vẫn để góc hè nữa đấy. Tất 3D kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng các chị em mình đang có 10 đôi cái này. Đó, ví dụ như của các nhỏ, các nhỏ, các bé, nhất là những bé nào mà đang tập đi các chị lên mua. Mua cái này và mua, tại vì các con đái phát là nó bị hay bị ướt tất đấy, thì các chị mua nhiều một chút. Chống trơn chống trượt nha các chị em. Đấy, của các bé hàng xịn luôn. Được chưa? Em bán 59.000 đồng 10 đôi, chị em mình đi ra ngoài mua 10.000 một đôi. Tất 3D kèm số điện thoại, đây là của bé gái đây. Tất 3D em có cả của trai và cả của gái nha các chị em. Đó, đẹp lắm. Nói chung nhà em về chục bao tất đấy, nhưng mà mỗi hôm em cắt mã đi. Tất 3D kèm số điện thoại cho em. Đây nó đánh size nhá, hàng có size, tất nó cũng phải có size nhá chị em ơi. Cái này lên đơn cho em là tất 3D kèm số điện thoại cho em. Ok chị Nhung Vũ có, ok chị Hằng Hoa có, tất 3D chị Thảo Nguyên. Sẽ đơn chị đi chưa chị? Ngày mai bên em còn chị cứ để lại đi, xong mai mai bảo các bạn ấy kiểm tra cho. Tất 3D đây của bé gái thì em sẽ lấy hình con vịt nhá. Hình con vịt và hình con Mickey nó trộn màu như này. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là tất 3D và kèm số điện thoại cho em. 59.000 đồng 10 đôi, 59.000 đồng 10 đôi. Cho em xin cái tất nam hàng 59 anh ơi. 59.000 đồng 10 đôi tất 3D, comment lên đây là tất 3D kèm số điện thoại. Như cả tất gen, tất tiểu thư đấy, comment lên đây đi. Được chưa? Tất 3D cho chị Thủy Đỗ ok chị gái này. Các chị lên đơn là tất 3D kèm số điện thoại cho em là ok nhá. Đẹp lắm luôn đấy các chị. Đẹp lắm luôn. Chà, đây em xem bộ này em còn size đến bao nhiêu kg mà bộ này hết chưa. Chân váy này xả lốt 49.000 đi. Ôi, buồn mới bán mệt hết cả người. Tất 8 tuổi không, tất 8 tuổi phải chốt sang tất kẻ rồi. Tất kẻ thì rẻ hơn. Tất 8 tuổi thì có tất kẻ nhưng tất kẻ lại rẻ hơn. Tí nữa em lên cho. Em có một loại tất 8 đến, có một loại tất nữa là từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi nhưng mà nó lại tất rẻ hơn. Được chưa? Cái mã này lên đơn cho em luôn là chân váy kẻ kèm số điện, chân váy bé kèm số điện thoại. Em Thanh Lý mã này còn bao tiền ạ? 49.000 bên trong có quần nhá. Chân váy kẻ kèm số, chân váy bé kèm số điện thoại cho em. Em xem là còn size đến bao nhiêu nào. Thanh Lý lốt cho các chị 10 kg trở lên. Size 10 kg trở lên nhá. Cho đến này, đây ví dụ như các màu này thì nó có size to. Màu Gucci này nó có size to này. Được chưa ạ? Cái mẫu này các con mix với quần tất cho em đều xinh. Mã này lên đơn cho em luôn là chân váy kẻ hoặc là chân váy bé kèm số điện thoại. Mà thôi lên mã đi.
tất 3D cho con trai 6 tuổi. Ok chị trai phố núi có luôn. Tất cho bé 8 tuổi. Đợi em tí ạ. Mã này lên đơn cho là xả thanh lý bao nhiêu đây? Cái màu này thì có một cái size to này, còn một cái size to. Thanh lý 34, tất 3D cho chị Đồng có may. Ok chị gái luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Thanh lý 33 kèm số điện thoại. Em báo cho các chị với giá là bao tiền ạ? 49.000 lốt. 49.000 thanh lý 33 kèm số điện thoại. Này buộc vào hộp vậy. Thanh lý 33 kèm số điện thoại. À em có ít bộ đũa, bây giờ em bán 59.000, mọi người có chốt không? Thanh lý 33 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 33 kèm cân nặng kèm số điện thoại. Em bán luôn là 49.000. Size từ size có size 24 cân đấy chị Phương Giang. Mã hàng thanh lý 33 kèm số điện thoại này. Thanh lý 33 kèm số điện thoại cho em, túi nó rách rồi. Nào tiếp tục lên cho các chị mã này luôn. Là gì ạ? Tất Nam, tất Nam hàng của hàng công ty nhá các chị em. Chị yêu nào nhận cái tất này rồi cho em trang thêm một cái feedback. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ. Lên 130 chị gái em tặng tiếp một bộ này không đồng. Được chưa? Lên 130 chị gái em tặng cho chị thứ hai may mắn. Chị đầu tiên là chị Tuyết Nguyễn được một bộ không đồng rồi, bây giờ đến chị thứ hai đi ạ. Mỗi chị yêu nhấn, mỗi chị yêu ngồi đây chỉ cần mỗi chị nhấn cho em xin hai lượt chia sẻ lên trang cá nhân để chế độ công khai và ba lần lên hội chợ nhóm thôi nhá. Các chị em nhá, hai lượt lên trang cá nhân và ba lượt lên hội chợ nhóm thôi là ok. Cái mã này các bác lên đơn cho em luôn này. Là thanh lý 34. Em bán cho mọi người đây, các chị nhìn cho em hàng, toàn bộ hàng của công ty, hàng tất Nam của công ty. Nhà các chị em ơi, cái căn bản cái cổ tất. Thanh lý 33 không phải là cái chân váy à? Thanh lý 33 năm trước, ok chị. Ok chị Trần Ngân, Trần Nga có, chị Dương Vũ có luôn. Mã này lên đâu là thanh lý 34 kèm số điện thoại, được chưa ạ? Các chị em nghe giá lại giật mình, các chị không mua, chồng các chị cũng đi ra ngoài mua nhá mọi người nhá. Đó, tiền đâu cũng là tiền thôi các chị ạ. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 34 kèm số điện thoại. Ok chị Ngọc Lam có áo gió treo bao tiền? Áo gió treo là 115.000 chị nhá. Mã này các chị lên đơn cho em là thanh lý 34. Em bán là 59.000 đồng 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi thanh lý 34 kèm số điện thoại, được chưa ạ? Thanh lý 34 kèm số điện thoại cho em. Em chào chị gái Vi Fan nhá. Thanh lý 34 59.000 đồng 10 đôi. Không phải 5, 59.000 đồng 10 đôi tất này luôn. Được chưa? Cái này thì cổ gọi là các chị giặt tay giặt máy thoải mái cho em, không bao giờ lo bị dão cái cổ tất nhá. Được chưa ạ? Thanh lý 34 kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Từ từ sẽ được chị. Ok, cố gắng lên giúp em nhá. Săn quà dạo này không được nhỉ. Cố gắng lên giúp em. Mã này lên cho em là thanh lý 34. Em bán cho mọi người là 59.000 đồng 10 đôi tất của Nam. Hả? Anh bảo cái gì? Thanh lý 34 cho chị Lý Nguyễn. Chân váy là 49.000 anh ơi. Thanh lý 34 kèm số điện thoại 59.000 đồng 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi nhá. Mã hàng thanh lý 34 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 34 kèm số bộ vàng đằng sau bao nhiêu? Còn đủ màu chị ơi. Em bán là 58.000 đồng một bộ vàng. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 34. Có các chị có muốn lên cái mẫu này không? Có nhiều màu. Thanh lý 34 cho em đi ạ. Em bán cho các chị yêu với giá là 59.000 đồng 10 đôi. Các chị không mua để đảm bảo luôn là các anh bao giờ cũng thế. Đi ra ngoài mua ngay thanh lý 34 cho chị Phương Huyền Nguyễn. Ok chị gái luôn. Chiều nay đi dây giày thể thao nhưng mà còn giày không á chị ơi? Em cũng không biết được. Chị Phạm Quốc Hoàng ngày mai gọi lại cho bên em nhé. Thanh lý 34 chị Vi nhím nhím. Ok chị gái luôn. Chị Hoàng Ngọc có ạ. Chị Ti Ni Ngọc Bích để lại cho em xin số điện thoại. Chị Minh Cao có thanh lý 34 ạ. Chị Thành Tuấn thanh lý 34. Ok chị gái luôn. Chị Đồng có may có thanh lý 34 cho mình luôn ạ. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 34 kèm số điện thoại, được chưa ạ? Thanh lý 34. Ok chị gái đô nhí luôn. Chị yêu nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ đi để em chơi mini game thứ hai. Em bán là 59.000 đồng 10 đôi như thế này nhá. Đây là hai cục, mỗi cục là 5 đôi giày. Giày mịn và cái gì ạ? Đây các chị nhìn này, nó đanh cực kỳ. Không phải đeo mấy hôm mà chảy cổ ra đâu nhá. Mã hàng thanh lý 34 kèm số điện thoại. Riêng hàng của Nam này, hàng này nó là hàng của hàng công ty. Hàng thanh lý, lên đơn cho em mã này luôn là thanh lý 34 kèm số điện thoại. 59.000 đồng 10 đôi nhá. 59k 10 đôi, được chưa ạ? 59.000 đồng 10 đôi tất. Mã hàng thanh lý 34 kèm số điện thoại cho em. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ. Anh ơi cho em xin cái mẫu này vào đây đi. Chưa bao giờ được quà bên em Trang, chia sẻ livestream mới được quà. Có một cái size 25 cân thôi, còn đâu là size đến 18 cân. Được chưa ạ? Có đến 30 cân á? Ôi, chân váy bé vừa rồi em có đến 30 cân đấy. Nhận được hai đơn hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Tuyền Trương. Lên lại áo gió treo, ok chị Hàng Hoa đợi em một tí ạ. Lấy cái bộ này vào đây đi. Ôi dồi ôi, bảo tặng quà lại tụt view. Buồn thật đấy, như kiểu nhà em, như kiểu các chị không thích chơi mini game ấy. 400 lượt chia sẻ rồi. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nữa nào. 100 chị gái ngồi đây, mỗi chị yêu nhấn cho em xin 5 lượt chia sẻ thôi là em lên 500 lượt chia sẻ ngay lập tức. Mà các chị không nhấn, nhấn cho em xin một nút thích bài viết đấy nhá.
Ui dồi ôi các bác ơi, đang mà nó buồn thế. Đang 110 mấy chị bảo chơi mini game phát tụt luôn, nó không buồn, não ruột không. Thanh Lý 34 ok chị Nhật Minh chơi chút đơn chị Dân Vũ có luôn. Thanh Lý 34 kèm số điện thoại lên cho em. Mã này các bác lên đơn cho em luôn là tất. Tất 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 tiểu thư. Kèm số điện thoại cho em gấp mình dính hả? Ghê quá. Cái mã này lên đơn cho em luôn, cố em đợi qua mã này rồi em tạm đơn một tuần rồi chưa nhận được. Chị Ti Ly Ngọc Bích để lại số điện thoại cho em. Sao bên mình chốt hàng xong không có hàng không báo khi gửi hàng nhận cái có cái không là như nào chị Minh Cao? Như thế chỉ trừ khi nào gọi điện chị không nghe máy nhá. Còn bên nhà em kể cả đổi màu đổi mẫu bao giờ cũng gọi lại cho khách hết. Bên nhà em bao giờ đổi màu đổi mẫu cũng gọi lại cho khách nha mọi người. Được chưa? Đòi hỏi ý kiến các chị, nếu các chị không ưng mẫu khác thì bên em sẽ hủy cái mã đấy. Được chưa? Chỉ trừ khi các chị không nghe máy thôi. Mã này lên đơn cho em luôn là tất tiểu thư kèm số điện thoại. Được chưa? Tất tiểu thư kèm số điện thoại 59.000 đồng 10 đôi. Tất tiểu thư kèm số điện thoại cho em xinh chưa? Tất tiểu thư là của chị em mình nha, chị yêu nào chốt tất tiểu thư comment lên đây là tất tiểu thư. Áo khoác nam 18 cân em có nha chị Việt ốc Việt. Mã hàng lên đơn cho em luôn là tất tiểu thư kèm số điện thoại. Được chưa? Chốt hàng hỏi. Em thấy chốt hàng hỏi rõ mà, đúng rồi, không có hàng mã gì. Bên em hỏi rõ chiều cao cân nặng, không có hàng mã gì bên em gọi lại, chỉ trừ khi các chị không nghe máy. Mã hàng lên đơn cho em luôn là tất tiểu thư kèm số điện thoại. Tất tiểu thư kèm số điện thoại cho em với giá là bao tiền ạ? 59.000 đồng 10 đôi. Tất tiểu thư kèm số điện thoại cho em. Quần chip hàng đẹp không em? Quần chip các chị. Quần chip bây giờ có hàng này, hàng đẹp này, hàng Muji này đẹp. Rồi lên cho các chị mã này luôn này. Mã này là Thanh Lý 35 đúng không anh ơi? Thanh Lý 35 kèm số điện thoại, được chưa? Thanh Lý 35 bây giờ em chỉ còn size S và size M, hàng chuẩn chỉ luôn. Đây các chị này, may đẹp dã man luôn nhá. Mã hàng Thanh Lý 35 em chỉ còn size S, size M 40 cân đến các chị em mình tầm 53 cân, 53, 54 cân đủ về. Mã hàng Thanh Lý 35. Cái này chất liệu của em nó là co giãn này, co giãn cho em. Mã hàng Thanh Lý 35 nhá. Áo khoác phía sau 40 cân không vừa chị nhá. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn là Thanh Lý 35 kèm số điện thoại cho em, ngày mai chốt màu cũng được. Thanh Lý 35 cho em mà có cả đùi này. Em bán là 58.000. 58.000 Thanh Lý 35 kèm số điện thoại. Trời ơi đẹp lắm, bộ lụa Hàn Châu ạ. Bộ lụa này thì xịn lắm luôn ạ. Thanh Lý 35 giúp em đi các chị ơi. Phê lắm mọi người ơi, Thanh Lý 35 kèm số điện thoại nhá. Tất tiểu thư ok chị Thùy Đỗ này, chị yêu nào chốt tất tiểu thư còn đây là tất tiểu thư kèm số điện thoại. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn là Thanh Lý 35 giúp em đi này. Thanh Lý 35 nhá các chị gái nhá, đẹp dã man luôn. Được chưa? Em bán cho các chị gái với giá là 58.000 cả bộ này, hàng lụa nhẹ tênh. Ưu điểm thứ nhất nhẹ, thứ hai co giãn. Được chưa? Nhân viên nhà em trang với hàng nhà em trang, trang báo đồ kỹ mà đấy các chị gái nhá. Trừ khi là mình không nghe máy thì bên em là mấy cho đi, bên em mới tự gạch đi, chứ còn trước khi làm gì đấy bên em cũng gọi ý kiến các chị. Mã hàng lên đơn cho em luôn là gì ạ? Thanh Lý 35 kèm số điện thoại. Thanh Lý 35 kèm số điện thoại cho em, được chưa? Thanh Lý 35 kèm số điện thoại 58.000 đồng một bộ. 58.000 đồng một bộ Thanh Lý 35 size 53 54 cân đổ về. Đấy, các màu luôn đây ạ. Rồi nhá, hết mã này rồi khách tặng quà cho các bác luôn. Thanh Lý 35 kèm số điện thoại cho em 58.000 đồng. 58.000 đồng cả bộ luôn, mã hàng Thanh Lý 35 cái này mặc này. Sướng ở cái nó không nhăn không nhầu nha các chị em. Sướng nhất ở cái là hàng không nhăn không nhầu, không co rút gì hết. Mã hàng Thanh Lý 35 kèm số điện thoại vì nó là hàng lụa mà. Lụa lụa, chị yêu nào chốt mã này lên đâu là Thanh Lý 35 kèm số điện thoại cho em bán 58k. Em bán 58.000 đồng, chị yêu nào chốt mình comment nhanh nhá. Đẹp lắm, 58.000 đồng một đôi là một bộ. Rồi bây giờ xin phép tặng quà các bác luôn bộ này. Bộ này xin phép tặng các chị yêu không đồng dành cho các chị em mình đã chia sẻ livestream. Nha, em nói luôn này, dành tặng cho các chị em mình đã chia sẻ livestream ít nhất là 2 lần về trên trang cá nhân. Ok chị Lan Anh, Thanh Lý 35 lên ga chống thấm đi chị. Dạ ok chị gái luôn, cho em chuẩn bị ga chống thấm vào đây cho em đi. Mã này chuyển lên đơn đâu mọi người luôn là yêu em trang gạch ngang số điện thoại ghim chị yêu thứ 5. Ghim chị yêu thứ 5 có logo là người chia sẻ, mã do em là yêu em trang. Ôi nhận bộ này về các chị nhớ cho em xin cái feedback nha. Quà tặng mà chị dã man luôn. Đấy, nói chung là cứ đấy quà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tặng thật cho các bác luôn. Lên đơn cho em mã này là yêu em trang Thanh Lý 35 màu hồng 50 cân ok chị Minh Cao có đơn. Lên đơn là Thanh Lý 35 kèm số điện thoại, em chào chị gái hoa tím nha. Thanh Lý 35 kèm số điện thoại. Chị Tuyết Nguyễn vừa nãy có một quà tặng rồi đấy. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em là yêu em trang gạch ngang số điện thoại, em ghim chị yêu thứ 5. Ghim chị yêu thứ 5, em chào chị Nga Nguyễn. Yêu em trang chị Thảo Nguyên hôm nay đi đầu thế. Chị Thảo Nguyên lên đầu tiên. Em ghim chị yêu thứ 5, chị Thanh Hồ chấm, chị Ngọc Nam chấm này. Chị Lê Thị Lan chấm. Chị Phương Thứ Phạm dồn vào được rồi, ok Thanh Lý. Chị Vi Phan lên thứ 2, chị Phan Si lên thứ 3. Chị Hoa Tím lên thứ 4.
Dạ ok, em chúc mừng chị Huyên Vũ lên thứ 5. Chị Huyên Vũ không giấu lên thứ 5. Tất cả quà tặng nhà em đều được em Trang ghim trực tiếp trên màn hình. Các chị yêu nhá. Chị Huyên Vũ nếu không có đơn không mua hàng bên em thì vui lòng gọi điện cho bên em để bên em gửi quà cho mình nhá. Ok chị Huyên Vũ này, anh ơi ghi tặng này. Sướng lắm luôn ạ, à. Mã này lên tiếp rồi các chị luôn là chống thấm họa tiết. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại. Những chị bên dưới xin phép em qua mã nha. Chia sẻ lên livestream lên giúp em này. Chia sẻ livestream lên giúp em bao nhiêu chị nhỉ? Chia sẻ livestream lên giúp em là 100 lại 130 chị nữa lại tặng tiếp. Được chưa ạ? Đó. Em đã bảo rồi, người ta bỏ tiền chạy quảng cáo, em không chạy quảng cáo gì cả, em không chạy cái gì hết. Chỉ nhờ vào các chị thôi nhá, chỉ nhờ vào các chị yêu thôi. Nên là chị yêu nào mình chia sẻ livestream rồi là trước sau thì kiểu gì mình cũng săn được quà. Có những chị thì gần như ngày nào mình cũng săn được quà. Đấy, nếu như các chị may mắn. Được chưa ạ? Lên đơn hạ đang đợi áo phao cho bé trai 6 tuổi, đợi em một tí xong em lên luôn. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này lên đơn cho em luôn là chống thấm họa tiết kèm size giường đủ size nhá. Mét 6 2m, mét 8 2m. Mét 6 của nhà em là 69.000. Mét 8 là 75.000 và mét 2m x 2m 2 là 79.000. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Màu nào lên cũng đẹp luôn ạ, chống thấm họa tiết kèm số điện thoại nhá. Lên cho em mã này là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại, nhà nào có bé cũng cần dùng luôn. Lên áo gió đi chị. Dạ ok chị gái luôn, áo gió của mình hay của người của bé à chị ơi. Mã hàng là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. 69.000, 75.000 và 79.000 đồng một chiếc. Chị yêu nào chốt lên đơn là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại đây, các kiểu màu đây. Được chưa ạ? 69.000, 75.000 và 79.000. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại. Cái này nhiều chị thích chốt màu tối này. Lên bộ u mì nữ đi, bộ u mì nữ em không còn hàng đâu chị ơi. Mã lên đơn cho em là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Giá em bán là 69.000, 75.000 và 79.000. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Chống thấm xịn em không biết được còn không ạ. Lên đơn là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại nhá. Chống thấm xịn thì hình như em chỉ còn của, đây là của gì ạ? Đây này, hàng 395.000. Chống thấm họa tiết, ok chị Hằng Hoa lên là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Chống thấm xịn này em còn nguyên của 2m x 2m2 thôi ạ. Còn nguyên 2m x 2m2 chống thấm xịn 9. Chống thấm xịn này còn nguyên thế lúc chưa? Có rồi chị nhá. Mã này lên đơn cho em là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Em còn nguyên của 2m x 2m2 thôi, 9. 95.000 đồng, mã hàng chống thấm xịn kèm số điện thoại. Chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em 95.000. Cái này nó chống thấm chất cốt tông. Được chưa ạ? Đây nhá, nó ghi rất là rõ luôn. Chống ga, chống thấm chất cốt tông. Kích thước 2m x 2m2. Chất liệu 100% chất cốt tông. Lên đơn là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Còn nguyên của size giường 2m x 2m2 thôi. Sao đây? Thế mà xem giá này. Chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em. Chống thấm xịn kèm số điện thoại. Chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em nhé. Em bán cho mọi người với giá là 59.000. Em bán cho mọi người với 95.000. 95.000. Em bỏ ghim nhá. Anh ơi ghi quà tặng cho chị Huyên Vũ kia xong chưa? Chống thấm xịn kèm số điện thoại. Đây tất kẻ, đây tất kẻ thì có size đến 10 tuổi đúng không? Tất kẻ của bé thì có size đến 10 tuổi đúng không? Nói chung là kiểu gì cũng phải mua tất. Bởi vì lạnh bàn chân là kiểu gì cũng ấm. Chống thấm 2m, chống thấm xịn. Comment cho em là chống thấm xịn đi chị Lan Anh. Em ghi với chị Huyên Vũ đây. Em vẫn đọc được ở máy em ghi mới đây. Vẫn đọc được ở máy em ghi mới đây. Chống thấm xịn. Chống thấm xịn kèm số điện thoại nhá. Cái mã này em không còn mét 6 đâu. Được chưa ạ? Cái mã này lên đơn chống thấm mét 8. Ok chị Thùy Lâm, em chỉ còn chống thấm họa tiết mét 8 thôi. Được chưa ạ? Lên áo phao đi chị. Cho em xin cái áo phao của bé đi, tầm 20 cân đi. Mã này các bác lên đơn là tất kẻ. Tất kẻ này bao nhiêu? Lên đơn cho em mã này là tất kẻ đủ size. Người ta nhớ người ta đã không hỏi. Thanh lý 35, ok chị Nguyễn Thị Hường. Tặng quà thứ 2 rồi mà chị, đúng rồi tặng quà thứ 2 rồi. Hả? Cái mã này của em nó là 48.000 10 đôi. 10 đôi tất kẻ bé đủ size đến 10 tuổi. Đủ size đến 10 tuổi lên đơn cho em mã này là tất kẻ bé kèm số điện thoại cho em. Tất kẻ bé kèm số điện thoại nhá.
Lượt chợ 48.000 đồng 10 đôi tất kẻ bé, lên đơn cho là tất kẻ bé kèm số điện thoại. Em nhận được hàng rồi, shop hàng đẹp lắm, cảm ơn shop à, em cảm ơn chị Thu Hà nhé. Thank you chị gái. Lên đơn cho em mã này là gì ạ? Tất kẻ bé kèm số điện, tất kẻ kèm số điện thoại cho em. Tất kẻ kèm số điện thoại 48.000 10 đôi. 48.000 10 đôi tất kẻ, lên đơn là tất kẻ kèm số điện thoại. Lên đơn giúp em là tất kẻ kèm số điện thoại cho em. Cái áo này của em này, em bán lốt 29.000. Mã áo này lên đơn cho em luôn là áo gì nhỉ? Mã này lên đơn là thanh lý bao nhiêu anh ơi? Thanh lý 36 kèm số điện thoại. Còn toàn size nhỏ thôi. Còn toàn size nhỏ. Không mua tất cho nhộng, lên tất cho em kiểm tra hàng 4 ngày rồi sao chưa có. Chị Nguyễn Tiến Đạt ơi, hàng của chị mới đi thôi. Hàng của chị mới đi thôi nhá, bởi vì là đơn của chị to ấy, nhặt hôm hôm mà chốt sơ xong một cái là chưa kịp nhặt đơn đâu. Đơn của chị hôm đấy hơn 1 triệu cơ. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã lên đơn là thanh lý 36, em có size từ 7kg. 7kg đến các bé tầm 14kg. 7 đến 14kg mã hàng thanh lý 36 kèm số điện thoại. Thanh lý 36 kèm số điện thoại cho em này. Đấy các chị nhìn cho em này. Thanh lý 36 kèm số điện thoại nhá. Em bán tất cho mọi người là 29.000. Đẹp chưa, cái logo này theo nhá, nhưng mà chỉ có size 7 đến 14 cân thôi. Thanh lý 36 anh ghi nhá. Cái này hôm trước nó có mấy màu ấy, nhưng mà hiện tại là em chưa thấy màu nào. Thanh lý 36 kèm số điện thoại cho. Hôm trước nó có mấy màu nhưng mà bây giờ xách vào đây thấy có mỗi màu. Thanh lý 36 kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Chờ thanh lý 36 kèm số điện thoại. Chống thấm xịt cho chị Ngọc Nam, thanh lý 36 chị Thùy Nguyễn, lên áo khoác gió đi chị. Tất kẻ bé 6 tuổi ok chị Nguyễn Nga, tất kẻ bé là đúng rồi, mua tất kẻ cho bé đeo ở nhà. Chờ mua tất kẻ cho bé đeo ở nhà. Còn mua tất kia để các bé còn bé đeo, mua tất 3D các thứ để các con đeo đi học và đeo đi chơi. Có quần thu đông cho bé gái 32 cân không chị? Có nha chị Hoa Bỉ Ngạn ơi, em có hàng đấy ạ. Có 32 cân nha chị. Lên áo khoác gió đi chị, rồi ok chị Triệu Thúy Hồng. Cái áo này á, áo này hay áo nào chị nhỉ? Áo này vừa nãy em lên rồi, cái mã của nó là mã gì nhỉ? Bữa em đặt vẹo. Ôi em không nhớ được đâu, đơn của chị to lắm, em chẳng nhớ được hết đâu. Mẹ không nhớ được hết đâu. Mã hàng thanh lý 36 dồn đơn ok chị này. Nói chung là mùa đông có áo cho bé ạ. Chị nhận được ga giường rồi, đẹp lắm, cảm ơn em. Em cảm ơn chị Nguyễn Thảo nhá. Mã này lên đơn cho em luôn. Cái mã này của em là bao nhiêu nhỉ? Không, anh đèn cái này lên đi, không em mệt lắm. Thanh lý áo đấy là 29.000. Không, à đơn này mà, đơn này thì đã chốt đâu. Đơn này mình đã chốt đâu. Chị mới có một đơn đi thôi mà. Ok chị Quỳnh Như, thanh lý 36. Đơn này chị vẫn đang báo dồn đơn đây. Mã này các bác lên đơn cho em luôn. Được chưa ạ, lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Thanh lý 29 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 29 nhá, em có size 17 đến 27 cân, 115.000 đồng một chiếc, 115. Các chị lên đơn cho em bây giờ chỉ có màu hồng đỗ này. Được chưa ạ? Và màu hồng đậm này nữa thôi. Mã hàng này lên cho em là thanh lý 29, kèm màu kèm cân nặng, em bán cho các chị em mình với giá là bao tiền ạ? Em bán cho các chị em mình với giá là 115.000 đồng. Mã hàng này lên giúp em là thanh lý 29 kèm số điện thoại. Rồi ok chị Nguyễn Tiến Đạt ơi, tất nhà cái vest đấy nhà em còn nhiều lắm luôn, em bán từ gần Tết mà. Mã vest đấy chủ yếu bán vào gần Tết. Mã này lên đơn cho em luôn là thanh lý 29 nhá. Đấy các chị nhá. Thanh lý 29, cái này của nó là hàng kaki đẹp, mềm đẹp cực kỳ luôn ạ. Mã hàng thanh lý 29 kèm số điện thoại. Cho em xin mẫu áo gió bé gái đi mọi người hỏi. Thanh lý 29 kèm số điện thoại. Đây cái bộ này hôm qua chị yêu nào mình chưa chốt được mình chốt ngay và luôn nhá. À gạo ơi, đổ cốc của mẹ bây giờ con. Cái cốc giữ nhiệt còn không anh nhỉ? Em bỏ ghim nhá. Cái này các chị lên đơn cho em mã này là thanh lý bao nhiêu rồi? Bây giờ tiếp đến thanh lý bao nhiêu? À, gạo ơi con ra con nhìn cho mẹ mã đi nào. Mã này lên cho các chị luôn là thanh lý 37. Kèm số điện thoại. Đẹp quá. Thanh lý 37, thanh lý 37 không phải cái mã này. Thanh lý 37 cho em nó là gì ạ? Con gái còn nói to cả mẹ. Mã này của em là nó là chất da cá tàu. Size đến 37 cân, mã hàng thanh lý 37 cho em, kèm số điện thoại 95.000 đồng một bộ. 95.000 đồng một bộ thanh lý 37 không đẹp các chị trả về đây cho em. Nha mọi người nha, chất của nó toàn bộ là hàng da cá tàu, dày nhưng mà mềm mềm, dày nhưng mà mịn. Được chưa? Thanh lý 37 kèm số điện thoại cho em chị Nguyễn Tiến Đạt, có thanh lý 37 ạ. Thanh lý 29 màu hồng 23 cân dùng đơn ok chị Nguyễn Thu Hương ạ. Lên cho em mã này là thanh lý 37, em có 3 màu luôn. Bộ hip hop dành cho bé trai size đại nhá. Cái này em có size đến tận 37 cân cơ. Từ 25 cân đến 37 cân, mã hàng thanh lý 37 kèm số điện thoại. Em có màu vàng này.
thanh lý 37 màu vàng, thanh lý 37 màu đỏ và thanh lý 37 màu da. Mẫu hip hop, thanh lý 29 ok chị Quyên Kim có luôn chị nhá, 115.000 đồng ạ. Mã lên đơn cho em luôn là thanh lý 37, em có màu đỏ vàng và da. Size từ size 25kg đến các bé tới đến tận 37kg. Được chưa, các chị nhìn cho em này, may đẹp dã man luôn, cái chất của nó sướng lắm. Mã hàng này thì gần như bé nào cũng thích luôn. Bé trai nào tầm nhỡ nhỡ tuổi như thế này cũng thích luôn này. Mã hàng lên đơn là thanh lý 37 nhá. Em bán là 95.000 cả bộ. 95.000 đồng cả bộ thanh lý 37 kèm màu. Đây là màu da nữa này. Đấy chưa? Đây là màu da thanh lý 37 nào, lên cho các chị thanh lý 38. Chị yêu nào nhận áo gió rồi cho em Trang xin một cái feedback. Đây, áo gió đây, tang mác đây các chị. Hàng đây ạ. Nót đây nhá mọi người ơi, mềm, đẹp. Mã hàng thanh lý 38 em bán luôn là 59.000 đồng. 59.000 đồng, mã hàng lên đơn là thanh lý 38 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 29 ok chị gái luôn. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 38. Em có này, đủ size cho bé từ 7 cân đến 20 cân nhá. Cái này vui lòng chọn màu không chọn kiểu, logo kiểu dáng toàn bộ thêu. Em bán 59k được chưa ạ? Thanh lý 38 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 37 dồn. Dồn đủ màu ok chị Thành Tuyến. Chị Thành Tuyến có chỗ cho em xin số điện thoại nhá. Ok chị Hằng Hoa, thanh lý 29, thanh lý 37 màu đỏ ok chị Phạm Thư luôn. Thanh lý 37 kèm số điện thoại. Mã này lên là thanh lý 38 nhá. 59.000 đây toàn bộ này. Nếu không thì nó là hình 3D xinh như thế này. Hình 3D cho bé xinh như thế này nhá. 59k kèm số điện thoại cho em. Mã hàng thanh lý 38 kèm cân nặng 7 cân đến 20, 7 đến 20 cân. Đẹp vô cùng luôn ạ các chị yêu nhá. Áo gió này em nói thật luôn là áo gió với đồ bộ là cho bé là mình mặc quanh năm. À gần như mình mặc từ tháng 8 cho đến qua Tết. Đúng chưa nào? Còn áo phao chị em mình mặc những ngày rét đậm rét hại. Thanh lý 38 có nha chị Nguyễn Thu Hường, đợi em một tí á. Thanh lý 38 kèm số điện thoại cho em 7 cân đến 20 cân 59.000. 59.000 mã hàng thanh lý 38, nhận hàng kiểm tra hàng chất xấu các chị Hoàn về đây cho em. Gió mềm, gió đẹp nha, đẹp từ hàng lớp nốt trở đi. Thanh lý 38 kèm số điện thoại. Ngày mai thích chốt màu gì thì báo các bạn đây cho em. Thanh lý 38 nhanh tay đi ạ. Em bán 59.000, mỗi chị em mình chốt cho bé này 2 cái, 3 cái về dùng. Mỗi chị em mình chốt này 2 cái, 3 cái cho bé về thay đổi. Đấy chưa, bẩn cái này mình giặt cái kia. Mã hàng thanh lý 38 kèm số điện thoại nhá. Em bán cho mọi người là 59k. Đủ size từ 7kg. Đủ size từ 7kg đến size 20kg. Thanh lý 38 kèm số điện thoại giúp em. Xinh lắm luôn nha mọi người ơi. Loại 35 cân em hết sạch hàng rồi. À loại 35 có loại 35 cân em có hàng đấy chị ạ. Thanh lý 38 cho em và kèm số điện thoại. Giá em bán cho các chị em mình là 59.000. 35 cân em có mẫu khác chị nhá. 35 cân em có mẫu khác, được chưa ạ? Thanh lý 38 kèm số điện thoại cho em bán là 59k. Thanh lý 38 ok chị Cát Sa mà có hàng luôn. Các chị có thể chốt mấy cái về cho bé mấy cái, em lấy mấy kiểu cho mọi người luôn. Thanh lý 38 nhá. Em bán 59.000. Em bán 59.000, chị yêu nào chốt thanh lý 38 lên đơn là thanh lý 38 kèm số điện thoại. Cho em xin cái quần len của bé gái đi, thanh lý 29 hồng đỗ không? Có chị, có đủ màu đây, thay hồng đỗ tím này. Đây hồng đỗ đây chị nhá, hồng đỗ hồng đậm luôn này. Bé nào thích hồng đỗ thì mình lấy cho bé hồng đỗ, còn bé nào thích hồng đậm mình lấy cho bé hồng đậm. Ok, thanh lý 37 size 33 ba màu, à, màu lâu ok chị Huyên Vũ luôn. À, có áo gió của nam 18 cân không? Có chị ơi. Có hàng nhiều lắm. Thanh lý 38 kèm số cho em xin cái quần quần len tam ấy anh ơi. Áo gió nam nữa nhá, áo gió nam nữa nhá các chị em. Gió nam gió nữ đều đẹp. Mã này thì sao mà đẹp thế. Mã này nói luôn chị yêu nào nhận rồi cho em Trang xin một cái feedback này. Cái này em có đến size 28kg. Quần len cho bé đến 28-30 cân là vẫn ok. Nhưng mà em sẽ chốt cho các bé trên 9 đến 28 cân. Chốt từ 12 cân đến 28 cân quần len. Quần tất len của bé gái em bán giá rẻ vô cùng luôn 39k. Mã hàng thanh lý 39 kèm số điện thoại. Thanh lý 39 kèm số điện thoại. Thanh lý 39 size 12kg đến size bao nhiêu ạ? Đến size của các con đến 28 cân. Thanh lý 39 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Thanh lý 39 quần len, quần tất len cho bé gái em bán cho các chị yêu với giá là bao tiền ạ? 39.000. Ok chị Yên Bình, thanh lý 38 này. Các chị lên đơn cho em mã này là thanh lý 39 đi ạ. Mấy màu mấy quần cũng được nha, em bán tất cho mọi người là 39.000 đồng một quần thanh lý 39. Thanh lý 38 cho chị vui quàng ok chị gái luôn nhá. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 39 kèm số điện thoại, đẹp lắm luôn mọi người.
Được chưa? Thanh lý 39 kèm số điện thoại cho em với giá là 39.000 đồng một chiếc. À thanh lý 39 đúng rồi. Thanh lý 39, cái này là quần len. Quần len, quần tất len cho bé gái, được chưa? Size từ 12 cân đến size 37 cân. À đến size 27 28 cân. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn giúp em là thanh lý 230. Thanh lý 30 mấy nhỉ? Thanh lý 39 kèm số điện thoại. Ôi. Có áo khoác cho bé không chị? Em mới vào. Em có nhiều lắm chị ơi. Mã này lên đơn cho em luôn là thanh lý 39 nhá. Em báo cho các chị yêu là 39.000 đồng. Phải thanh lý, đúng rồi, thanh lý 39. Xem còn cái chân quần là kiểu nào nữa không nào. Thanh lý 39 kèm số điện thoại. Cho em cái mẫu hàng đẹp về đây đi. Thanh lý 39 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em. Cái này các chị mua cho bé mấy chiếc về dùng. Mua cho bé mấy chiếc về dùng dần luôn được chưa? Mặc áo ra dạ, áo phao, áo giết thì cũng được. Thanh lý 39 em bán 39.000 đồng một chiếc. 39k một chiếc, thanh lý 39 kèm số điện thoại này. Nào lên tiếp cho mọi người thanh lý 40 đi. Áo gió của nam, size từ 50 đến size 65 cân. Áo gió nam size từ size 50 cân đến size 65 cân. Nhá, áo gió nam. Size cái này đi mưa thoải mái luôn. Cái này đi mưa là không bị ướt này. Dạ. Thanh lý 40 kèm số điện thoại, thanh lý 39 cho chị Nhật Linh Trường. Ok, chị Bảo Trâm thanh lý 39 em bán có 39.000 đồng thôi. Này các chị search trên mạng người ta bán còn 70.000 đồng, 69.000 đồng, 149.000 đồng hai chiếc. Mã lên đơn cho em luôn là gì ạ? Thanh lý 40 đủ size cho các anh từ 50kg đến các anh tầm 65kg đúng không? 50 cân đến các anh 65 cân, đến các anh 65-68 cân. Em chốt cho các chị gái với giá là 79.000 mã hàng thanh lý 40 kèm số điện thoại. Mã giúp em là thanh lý 40 kèm số điện thoại cho em một màu duy nhất thôi. Một màu duy nhất nha các chị ơi. Một màu duy nhất thanh lý 40 kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị với giá là 79.000 đồng. Thanh lý 40 kèm số điện thoại cho em. Quần len cho bé gái thanh lý 39 2 đen 1 ghi ok chị luôn. Mã hàng lên đơn là thanh lý 40 kèm số điện thoại này. Thanh lý 40 kèm số điện thoại. Ok chị An Phan thanh lý 39. Thanh lý 39 có 39.000 đồng một chiếc thôi. 39.000 đồng một chiếc thanh lý 40 thôi. Tiếp tục lên cho mọi người mã thanh lý 41. Mẫu áo này không đẹp trả về. Không cao cấp trả về. Được chưa? Mã hàng lên đơn là thanh lý 41. Nếu như các chị đi mua ở ngoài, rẻ nhất nó cũng treo tầm 185.000 nhá. Được chưa mọi người ơi? Áo gió nam hàng cao cấp này lên đơn cho mã này là thanh lý 41. Em có màu này là màu vàng đồng nhá. Màu này của em là màu vàng đồng thanh lý 41 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 41 em có màu đen nữa này. Thanh lý 41 đủ size à anh ơi? Thanh lý 41, ôi các chị em ơi đẹp một cách dã man luôn ạ. Thanh lý 41 119.000 đồng một áo. Mã hàng thanh lý 41 kèm số điện thoại cho em. Có là màu đồng, màu đen này, màu rêu. Còn màu gì nữa không? Màu ghi còn không? Thanh lý 41 kèm số điện thoại, nhận hàng, kiểm tra hàng, không cao cấp trả về. Cái này size từ 50 cân đến size 68 cân. Thanh lý 41 nhá, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Em nói luôn đây nó là hàng cao cấp. Thanh lý 41 màu ghi này. Áo gió nào? 79.000. Thanh lý 41 cho em chị Vũ Điệp, ok chị gái, chị Sa Mạt các ok, chị An Phan để lại số điện thoại nhá. Cho em xem khoác bé gái chị Hà Ngọc Bích, em vừa lên mấy mã đấy ạ. Mã hàng này lên đơn cho em luôn là thanh lý 41 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 41 nói chung là hàng này đẹp từ cái khóa túi. Xịn lắm. Được chưa? Thanh lý 41 và kèm số điện thoại cho em bán là 119.000 đồng. Cái mẫu này chốt cho chồng đi ạ. Cái này các chị mua rẻ nhất ở bên ngoài là 185 nha. 185 nha mọi người ơi, đẹp lắm luôn ạ. Thanh lý 41 kèm số điện thoại cho em đây, một màu cuối cùng lên thôi các chị là màu rêu. Thanh lý 329 dồn đơn chị An Pham, ok chị gái này. Mã này lên đơn cho em luôn là thanh lý 41. Ôi đẹp dã man luôn. Mọi người ơi nhìn cho em này, màu rêu ạ. Nói chung là hàng các chị phải nhận hàng, các chị phải sờ hàng, các chị phải thấy hàng, các chị mới thấy là hàng đẹp thật. Thanh lý 41 cách số điện thoại nhé. Thanh lý 41 cách số điện thoại cho em. Được chưa? Giá em bán cho các chị là 119.000 đồng một chiếc. Thanh lý 41 cho chị Thùy Lâm, thanh lý 41 cho chị Lê Thị Lan. Thanh lý 41 cho em đủ size đến 68kg. Chị yêu nào chốt thanh lý 41 comment lên là thanh lý 41 kèm số điện thoại nhé. Thanh lý 41 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Em bán là 119.000 đồng. 119.000 đồng thanh lý 41. Phao bé trai thanh lý đi. À phao bé trai. Phao bé trai đi anh ơi.
áo phao bé trai xanh ý đi, ok chị luôn này. Đây đơn là thanh ý 41, cho em xin công đức ra đây. Đây chị yêu nào, mình hôm trước mình chưa chốt được bộ ga, mình lên bộ ga này. Cái này bộ ga của em toàn bộ là ga chất cốt tông nhá. Bộ ga toàn bộ là hàng chất cốt tông, đẹp chưa? Một ga hai vỏ gối nằm. Mét 6, 2 mét là 79.000. Mét 8, 2 mét là 85.000. Và 2 mét x 2 mét 2 là 89.000. Mã hàng lên đơn là bộ ga kèm số điện thoại, đẹp chưa? Bộ ga toàn bộ hàng ga của hàng chất cốt tông nha mọi người ơi, bộ ga toàn bộ hàng ga của hàng chất cốt tông thôi ạ. Lên đơn cho em mã này là bộ ga kèm màu kèm số điện thoại cho em có bộ ga màu hồng này. Cho em có bộ ga màu hồng, cái này họa tiết nó rất như kiểu họa tiết 3D nhìn rất là xinh luôn nhá. Đấy mọi người thấy chưa? Lên đơn là bộ ga kèm size giường kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ ga kèm size giường kèm số điện thoại em có màu hồng này. Em có bộ ga giường màu vàng này. Áo khoác bé gái mã bao nhiêu á? Chị Ngọc Bích mấy, lấy mã nào? Chị Thành Tuấn ok chị gái luôn. Giá chị gái Hà Thị Bích Ngọc, em không hiểu chị hỏi cái mã nào đâu mà giá. Mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Bộ ga kèm size giường kèm số điện thoại. Bộ ga kèm size giường kèm số điện thoại cho em nhá. Màu vàng này, đẹp chưa? 179.000 đồng cả bộ luôn. 79.000 đồng một bộ nhá. Cả một ga hai vỏ gối nằm. 85.000 một bộ size giường mét 8. 2 mét x 2 mét 2 là 89.000. Chênh lên 5.000 cho em. Đó, bộ ga toàn bộ ga chất cốt tông này. Chị yêu nào chốt bộ ga comment cho là bộ ga màu xanh này, xanh hình khủng long. Yêu lắm luôn các chị yêu ạ. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là bộ ga kèm số điện thoại cho em. Một ga hai vỏ gối nằm nhá. Một ga hai vỏ gối nằm thanh lý 41 ok chị Quyên Kim. Lên áo phao bé gái đi chị, rồi ok chị Su Vi này. À, các chị lên đơn cho em mã này, chồng em mang vào đây thì em lên trước cái mã này luôn. Áo phao. Đẹp chưa? 96.000 một cái, mã này lên đơn cho em luôn, size đến size 18 cân. 18 20 cân. Size từ 15 đến 18 20 cân, trang còn quần VIP. Quần VIP của chị em mình á. Không biết là có còn hay không ạ, à, tại vì nó lẫn còn size M chị ơi. Quần VIP em còn size M, nhưng mà còn ở đâu em không nhìn thấy đâu nhá. Mã hàng lên đơn luôn là thanh lý 42. Cái mũ này có thể tháo rời nhá. Cái mũ này có thể tháo rời, cái mẫu một màu còn không? Thanh lý 42, cách số điện thoại 96.000 đồng một chiếc, màu đồng này. Màu đồng này, màu đỏ này. Phao chất mềm đẹp cực kỳ luôn. Được chưa ạ? Hàng phao chất mềm và đẹp cực kỳ, thanh lý 46 kèm số điện thoại cho em. À thanh lý 40 mấy? Thanh lý 42 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé, có màu đỏ này. Màu vàng bò này, đỏ này, vàng bò này, màu ghi này. Đỏ vàng bò. 79 vẫn như thế. Chứ em nói đâu biết mà. Thấy áo khoác bé gái đâu chị? À em chưa lên. Thế thì chưa biết thì chưa chốt được đâu, tí em lên lại cho nhá. Thanh lý 41 màu xanh coban ok chị Trần Cảnh, bộ ga mét 8 ok chị Yên Bình. Bộ ga mét 8 em bán là 85.000 đồng, một ga hai vỏ gối nằm hàng đấy. Hàng chất cốt tông thì chị em mình nằm được cho em là 4 mùa. Được chưa? Riêng hàng chất cốt tông thì chị em mình nằm cho em là 4 mùa. Mã hàng lên đơn là thanh lý 42 nhá. Em có màu xanh này, mặc xinh lắm luôn. Thanh lý 42 mẫu túi hộp này mặc cực xinh. Thanh lý 4296K màu xanh. Thanh lý 4296K màu ghi. Thanh lý 4296K màu đỏ này. Được chưa? Thanh lý 42 96.000 màu và vàng đồng. Lên đơn là thanh lý 42 kèm size, em có size 20 cân đổ về. Thanh lý 42 kèm số điện thoại. Áo gió có 18 cân đi chị, rồi ok chị gái luôn. Thanh lý 42 kèm số điện thoại. Cho em xin áo gió bé trai đi nha. Cái mẫu áo khoác này còn những màu gì? Đây này, màu bộ ga còn màu ghi này, em chưa bóc ra. À thôi thì các chị chốt ít ga thôi nhá. Mã hàng này các chị lên đơn cho em luôn là thanh lý 43 kèm màu. Màu nào lên cũng xinh luôn á. Nhưng mà mẫu này em chỉ hàng nhà em toàn bộ hàng có size số nha các chị em ơi. Không phải hàng free size đâu. Mẫu này em có size L và size size XL. Size 2X. Cái mẫu này có size L, XL, 2XL phải không? Thanh lý 42 bé trai ok chị Huyên Vũ này. Mã này em bán có 96.000 thôi. Lên đơn cho em mã này. Cái này có size L, size XL với size 2XL phải không? 48 cân đến 65 cân. Mã hàng thanh lý bao nhiêu đây nhỉ? Thanh lý 43 cách số điện thoại. 65.000 đồng lốt đi các chị ơi. 65k một áo. 65.000 đồng một áo. Mã hàng lên đơn cho em là thanh lý 43 kèm màu. Cái này là áo khoác len. Màu gì ạ? Màu vàng. Em đang mặc cái mẫu này nó hơi bị rộng. Chồng em cầm cái mã này vào đây nó hơi bị rộng, nhưng mà thôi em mặc thử lên cho các chị xem form. Mã này lên đơn là thanh lý 43 kèm số điện thoại. Màu đỏ, màu vàng và màu hồng. Thanh lý 43, mẫu này đẹp dã man chưa? Có 65.000 đồng một chiếc thôi. 65.000 đồng một chiếc, cái này giặt thoải mái không no bai xù.
Các chị lên đơn cho em mã này là thanh lý 43 kèm màu, thanh lý 42 cho chị Thành Tuấn. 34 cân mặc vừa không bạn? Cái mẫu này chị ơi không vừa rồi. 34 cân thì các chị chỉ chốt mã nhỡ thôi. 34 cân thì tí nữa em lên cho các chị một áo gió nhỡ size đến 35 37 cân nhá. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 43 đi ạ. Thanh lý 43 kèm số điện thoại cho em bán là bao tiền ạ? Em bán cho các chị em mình là 65.000 đồng. 65.000 đồng một áo khoác. Các chị lên đơn là thanh lý 43 nhé, kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 43 kèm số điện thoại. Được chưa? Giá em bán cho các chị em mình là 65.000 đồng một áo. Áo khoác này. Đẹp chưa? Đây xong em lên cho các chị cái mã áo gió có size to cho mọi người nhé. Có size đại cho các bé nhé. Thanh lý 42 bao nhiêu cân mặc vừa? Thanh lý 42 của nhà em là 20 cân đổ về chị Nga đi. 20 cân đổ về nha chị ơi. Có từ size tầm 14 cân đến 20 cân. Nó có size S, size M, size MLX. MLX. Ui thôi chết rồi. Khổ thật đấy. Con tôi. Đây lên cho các chị cái mã áo này đẹp dã man luôn. Chợ lên cho các chị cái mẫu áo này đẹp dã man luôn. Nhiều lắm. Cái mã này các chị lên đơn cho em luôn là thanh lý 44 này. Chị yêu nào nhận cái áo gió này rồi cho em xin một cái feedback lên đây nè. Thanh lý 43 ok chị Cánh Hồng Phai có đơn. Chị yêu nào có đơn dồn đơn lưu thì comment cho em thêm một mã là dồn đơn lưu nhá. Chị Nhung Dương ga mét 6 ok chị gái Nhung Đặng để lại số điện thoại cho em. Bộ ga đẹp lắm luôn, có bao nhiêu tiền? Hả? Khoác lên tâm là 65k. Khoác lên tâm là 65.000. Đây, các chị hỏi bé trai trước thì em chồng em mang bé trai vào đây rồi em sẽ lên bé trai các chị. Sao lại có những cái mẫu này nữa à? Ôi, đẹp dã man luôn. Áo gió bé trai. Comment cho em là áo gió bé trai kèm số điện thoại đi. Được chưa? Áo gió bé trai kèm số điện thoại lên đây đi. Bán cho mọi người bao tiền ạ? 59.000. Ôi anh ơi, cái áo gió bé trai này mình đã soạn mẫu đâu? Áo gió bé trai kèm số điện thoại. Size từ 10 cân cho đến size 30 cân. Em lên tổng hợp một mã, ngày mai các chị thích chốt màu gì chốt. Em bán tất 59.000. Chị yêu nào thích chốt cái gì chốt, thích chốt màu gì chốt. Em nói luôn là 59.000 rẻ quá một cái áo phông. Thực sự luôn là rẻ quá một cái áo phông luôn. Mã hàng lên đơn cho em luôn là thanh lý. À áo gió bé trai kèm số điện thoại. Cho em xin cả cái màu đen, màu rêu kia vào đây đi ngơi. Thanh lý 39, à mã áo gió bé trai kèm số điện thoại cho em 10 cân. 10 cân cho các bé đến tầm 30 cân. Em bán 59.000. 10 đến 30 cân mã hàng là gì ạ? Áo gió bé trai kèm size kèm số điện thoại cho em. Áo gió bé trai kèm số điện thoại màu ghi đậm này. Cho em những cái hình con lợn, con miết này, hình con ếch, con ủng ấy. À hình này. Con heo vết ba các thứ đây. Lên đơn là áo gió bé trai kèm số điện thoại giúp em. Nha mọi người ơi. Áo gió bé trai ngày mai các chị thích chốt màu gì thì các chị chốt. Được chưa? Ngày mai các chị yêu mình thích chốt màu gì các chị yêu mình chốt màu đấy cho em. Mã này em có size từ 25 cân đến 37 cân. Tí em lên lại màu cho bây giờ chồng em ra chuẩn bị lại màu. Áo gió bé trai nhé. Lên cho các chị mã này là thanh lý 44. Kèm số điện thoại những cái áo, cái lá này theo hết này. Size từ 25kg đến size cho các con tầm 25kg nhé. Đến size cho các bé tầm 35 cân em bán 75.000. 75.000 lên đơn cho em mã này là thanh lý 44 kèm số điện thoại. Thanh lý 44 kèm số điện thoại cho em. Có nha chị ơi. Thanh lý 44 nhá, size đến 35 37 cân. Em có size đến 35 37 cân mã hàng thanh lý 44 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 44 những cái mẫu này có size đến 30 cân phải không? Thanh lý 44. Em chốt cho các chị. Hết sạch thành xanh nhá. Thế sao chưa nên nay vẫn thấy cỏ này. Mã hàng thanh lý 44 kèm số điện thoại đẹp quá luôn. Ok chị Việt ốc con luôn ạ. Mã hàng thanh lý 44 nhá. Đẹp chưa? Size từ 25 cân đến size 35 cân. Cái này không có size 18 cân chị nhá. Ship cho cái nào. Ôi tôi đang mệt hết cả người đây. Thanh lý 44 kèm số điện thoại. Được chưa? Màu em có màu hồng đỗ này, màu hồng nhạt, màu hồng nhạt, màu hồng đậm và màu xanh, màu tím. Chị yêu nào chốt thanh lý 44 lên đơn là thanh lý 44 kèm số điện thoại 75k. Được chưa? Ok, đẹp lắm, em nhận hàng rồi, em cảm ơn chị gái luôn. Có quần thu đông bé trai 19 cân em có chị Ngọc Lan nhá. Áo gió bé trai màu 7 cân ok chị Hoàng Ngọc này. Áo gió bé trai 25 cân dồn đơn ok chị Vui Quà.
Lên đơn trên mã này là thanh lý 44, cách số điện thoại cho em kèm màu đi ạ. Thanh lý 44 kèm màu kèm số điện thoại cho em, giá em bán cho các chị yêu là 75.000. Đây nha, em lên lại mẫu áo gió bé trai. Cho em xin cái mẫu áo gió bé trai có size đến 30 cân đi nào. Mã này lên đơn em lên tổng hợp nhá. Ngày mai các chị gọi điện, các chị báo nhân viên là các chị thích lấy mẫu gì nhá. Đẹp lắm luôn. Đây các chị yêu nhìn này. Toàn bộ dòng gió của em này. Đấy thấy chưa? Gió nhăn nó co giãn như vậy đấy. Mã hàng lên đơn cho em luôn là áo gió bé trai kèm số điện thoại 10kg đi lên. 10kg đến 30kg. Ngày mai nếu như màu mẫu các chị không thích, các chị thích mẫu khác cho em. Ok chị gái Dương Thị Hà này lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Áo gió bé trai kèm số điện thoại đẹp chưa? Hình heo viết ba thêu này. Tất cả em đều bán cho mọi người là 59.000. Chị yêu nào mình chốt được gì thì mình hoan hỉ thôi nhá. Ngày mai không có màu này thì các chị chốt màu khác. Mã hàng lên đơn cho em là áo gió bé trai kèm số điện thoại cho em. Đấy chạy tái em bán chiên cho các chị lốt là 59.000. Áo khoác đằng sau chị Tuyết Sương ơi, áo khoác đằng sau của em là 115.000 nha chị. Mã hàng lên đơn là áo gió bé trai kèm số điện thoại này, xinh chưa? Xinh lắm luôn ạ, áo gió bé trai nhá, kèm số điện thoại cho em. Thanh lý lốt thôi, tại vì là mỗi mẫu nó còn ít. Cái này nó còn nhiều mẫu nhưng mà mỗi mẫu nó còn vài ba chiếc. Thanh lý nốt 59.000 đây. Mẫu này đẹp lắm luôn này, mẫu thể thao này. Đây là mẫu thể thao mà các bé nhớ nhớ size. Cái mẫu này thì có size to này. Cái mẫu này là em có size từ size 20kg đến size 35kg hay sao ấy nhỉ? 30 à? Bây giờ còn đến 30 cân à? Lên đơn cho em mã này là gì ạ? Mã này lên đơn cho em là thanh áo gió bé trai kèm số điện thoại size đến 30kg. Đẹp lắm, mẫu này em có màu đỏ đâu. Lên đơn cho em là gì ạ? Áo gió bé trai kèm số điện thoại. Áo gió bé trai kèm số điện thoại cho em đẹp dã man luôn nhá. Áo gió bé trai kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em với giá là bao tiền ạ? 59.000 đồng. 59.000 đồng một chiếc. Chị yêu là chốt áo gió bé trai mình comment lên là áo gió bé trai kèm số điện thoại. Áo gió bé trai kèm số điện thoại cho em. Áo gió nam người lớn con trai không chị? Em có chị, em vừa lên mấy mã đấy chị. Cái mẫu hàng đắt kia hết rồi anh ơi. Cái mẫu hàng đắt kia hết rồi. Lên một mã tắt thôi. Đợi em tí em đi lấy hàng nha. Áo gió bé trai kèm số điện thoại cho em. Áo gió nam thì em có nhiều mẫu lắm. Mỗi chị nhấn cho em xin một lượt chia sẻ này. Mỗi chị nhấn cho em xin một lượt chia sẻ này. Cái này các chị lên đơn cho em là tất ren đen kèm số điện thoại 59.000 10 đô. Chị nào thích đi cái kiểu tất này thì các chị chốt này, không thể bỏ qua được. Cái này là lên là tất ren đen nhá, kèm số điện thoại cho em. À các chị nhìn cho em. Tất ren đen kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng. Các chị em mình đang có 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi tất ren đen. Comment lên là tất ren đen kèm số điện thoại. Chị thương Phí Phạm em có luôn ạ. Lên đơn cho em mã này là tất ren đen kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng 10 đôi. 59.000 đồng một nấu 10 đôi. Mã giúp em là tất ren đen kèm số điện thoại. Được chưa? Lên mã giúp em là tất ren đen kèm số điện thoại cho em. Lên phao bé gái đi em rồi. À chị Thi Kim với căn bản này. Ý phao bé mà tầm 20 cân thì em lại cũng không còn. Giờ em còn size to hơn, bị size nhỏ hơn. Đến mai ngày kia em xem là có hàng gì. Về được chưa? Mã hàng lên đơn là tất ren đen nhá. Em bán 59.000 đồng 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi tất ren đen. Comment lên là tất ren đen kèm số điện thoại. Chợ tất ren đen và kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng 10 đôi. Áo phao bé gái chị hỏi cái loại hai mấy cân đấy đúng không? Cái phao hai mấy cân bây giờ nhà em nó cũng còn một cái mã nào luôn á. Tất ren đen kèm số điện thoại cho em. Cái mẫu này là mẫu gì đây? Ôi đẹp thế. Còn lâu lắm mình cái mã này nhỉ. Còn size đến bao nhiêu cân? Mã hàng này các chị gái lên đơn cho em là gì ạ? Thanh lý bao nhiêu? Quần đang mặc hết hàng rồi chị. Quần đang mặc hôm trước bán 47.000 này. Quần baggy ấy. Quần baggy hôm trước bán 47.000 đấy. Thanh lý 45 kèm số điện thoại. Size từ bao nhiêu cân đấy? Thanh lý 44. Em có size cho các bé trai từ 27 cân đến 35 cân à? Lên một mẫu cổ pamper này thôi.
Thanh lý 44 kèm số 44. Điện thoại cho em. À thanh lý 45. Logo này thêu này các bác này. Em bán cho các bác với giá là 70 à thôi 69 nghìn nốt đi. 69 nghìn đồng một chiếc đi. Cái túi này nó có khóa luôn này. Mã hàng size từ 25 cân đến 35 cân. À size 2 từ 25 cân đến 33 cân thôi. Hết size 35 cân rồi. Có số điện thoại rồi rồi, ok chị. Lên đơn cho em mã này luôn, chỉ cần cho số điện thoại một lần thôi ạ. Mã này lên đơn cho em là gì ạ? Thanh lý 30. À thanh lý 45. Kèm số điện thoại nhá. Em bán cho các bác với giá luôn là 69k. Đẹp lắm mọi người ạ. 69.000 thanh lý 45 cách số điện thoại. Đi mã này đẹp khủng khiếp luôn ạ. Đây chị ơi, có màu rêu với màu tím than. Rêu tím than. Cái mẫu này chỉ có hai màu thôi đúng không? À đen mới rêu, đen rêu tím than, đen rêu tím than. Ba màu. Mã hàng lên đơn là thanh lý 45 cách số điện thoại nhá. Thanh lý 45 cách số điện thoại cho em. Em bán là 69.000 đồng nốt luôn hết à. Mã này còn đúng 5-6 chiếc thôi. Thanh lý 45 kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào chốt thanh lý 45 lên đơn giúp em là thanh lý 45. Mỗi chị nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nào. View xuống này là buồn quá luôn này. Thanh lý 45 kèm số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Với giá là 69k. Có áo khoác có size 27 cân không? Cái này size 25 cân đến size 25 cân đến size 33 cân đấy chị. Cái này size 25 đến size 33 cân đấy ạ. Mã hàng thanh lý 45. Các chị nghe rõ cân nặng trước khi chốt hàng nhé. Thanh lý 45 em có size từ 25 cân đến size 33 cân. Em bán lốt 69.000. Cái đấy còn mỗi 5 chiếc thôi. Cái đấy còn 5 chiếc. 6 chiếc. Còn 6 chiếc. Mã đấy của em là thanh lý mấy nhỉ? Thanh lý 45. Kèm số điện thoại cho em. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nào. Cho chị xem khoác hồng đằng sau rồi. Ok, đó em tí em lên khoác hồng luôn. Lên áo gió lữ đi 70 cân không mặc vừa. Bên trong lót lỉ đúng rồi chị ơi. Bên trong lót lỉ nhá. Áo khoác hồng đằng sau em vừa lên rồi đấy. Em không biết là em vứt đâu rồi nhỉ. Thanh lý 45 kèm số điện thoại cho em. Em bán 69.000. Em bán 69.000. Lên áo khoác nữ anh ơi, cho em xin cái mẫu gió nhăn nữ mới đi. Xin cái mẫu gió nhăn nữ mới đi. Áo hồng không biết là em vứt đi đâu rồi. Đây nha, mọi mã này của em là thanh lý 20. Thanh lý không nhớ mã mấy nhỉ. Cái mã này vừa nãy mọi người đang hỏi là mã mấy đây. Cái này có màu hồng với màu tím. 17 đến 27 cân. 17 đến 27 cân. Mã này là thanh lý 29 nhá. Màu hồng tím. Thanh lý 29 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 29 kèm số điện thoại. Không có bộ cho bé à? Bộ như nào chị? Thanh lý 45 ok chị Bảo Trâm. Còn chị nào chốt thanh lý 45 lên thanh lý 45. Gió bé gái 8 cân em có hàng. Em cái hàng 59.000 đấy chị nhá. Quần tây cho bé gái 40 cân em không có rồi chị Nguyễn Xỉu ơi. Mã này lên đơn cho các chị luôn là tất gấu hoặc tất hoa cúc cho em. 38.000 đồng 10 đôi. 38.000 đồng chị em mình có 10 đôi tất luôn. Lên đơn là tất gấu hoặc tất hoa cúc kèm số điện thoại nhá. Tất gấu hoặc tất hoa cúc kèm số điện thoại cho em. Tất này là tất cổ ngắn của chị em mình. Để chờ tất cổ ngắn của chị em mình lên đơn là tất gấu kèm số điện thoại cho em. Áo dài tay bé 32 cân em không có hàng rồi chị nhá. Mã này lên đơn giúp em là tất gấu hoặc tất hoa cúc kèm số điện thoại. Tất gấu hoặc tất hoa cúc kèm số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người là 38.000 đồng 10 đôi. 38.000 đồng 10 đôi tất gấu hoặc tất hoa cúc. Để chờ 38.000 đồng 10 đôi tất gấu hoặc tất hoa cúc cho em. Cho em xin cái áo gió đi. Tất gấu hoặc tất hoa cúc cho em. Em bán 38.000 đồng. Chị em mình có 10 đôi nhá. Chị em mình có 10 đôi 10 màu. Để chờ lên đơn là tất gấu hoặc tất hoa cúc kèm số điện thoại cho em. Chị Ngân Nghi Phạm tất gấu này. Lên đơn là tất gấu kèm số điện thoại hoặc tất hoa cúc kèm số điện thoại cho em. 38.000 đồng 10 đôi. Cứ 38.000 đồng 10 đôi. Chị Nguyễn Duyên tất hoa cúc ok chị luôn này. Tất gấu hoặc tất hoa cúc cho em 38.000 đồng 10 đôi. Được chưa? 38.000 đồng các chị yêu có 10 đôi tất luôn. Lên đơn là tất kèm số điện thoại nhá. Được chưa? Tất kèm số điện thoại cho em thanh lý lốt là 38.000 đồng 10 đôi. Em còn khoảng tầm chục chiếc. Cái này là bọc máy giặt cửa trên. Em còn khoảng chục chiếc. Cái bọc máy giặt cửa trên em thanh lý lốt là 49.000. Lên đơn là bọc máy giặt kèm số điện thoại cho em 49k. Bọc máy giặt kèm số điện thoại cho em 49.000 đồng.
Cái này là bọc máy giặt cửa trên nhá. Lên đơn là bọc máy giặt kèm số điện thoại. Được chưa? Bọc máy giặt cửa trên đấy, là bọc máy giặt kèm số điện thoại trên. Chân xin cái áo gió của chị, của em ấy, cái mẫu mới ấy, tất gấu hoặc tất hoa cúc kèm số điện thoại. Ok, chị Nguyễn Thị Thu Thảo có luôn. Chị Nguyễn Duyên có tất hoa cúc lên bộ thu đông cho bé gái 19 cân á chị. Ok chị luôn này, mã này lên đơn cho mọi người luôn. Cái này em có size. Cái này nó hàng lông cừu, phao lông cừu siêu nhẹ nha mọi người ơi. Cái này cực kỳ nhẹ luôn ạ. Mã này lên đơn là thanh lý 46 đúng không? Thanh lý 46 cách số điện thoại. Em có size cho bé từ 28 cân đến bé 35 cân nhá. Mã hàng thanh lý 36. Được chưa? Em bán là 119.000. Mã hàng thanh lý 36 kèm số điện thoại có hai màu à. Cái này hình như hôm trước thì... Bọc máy giặt là 49.000, lên là bọc máy giặt kèm số điện thoại. Mã này các bác lên đơn luôn là thanh lý 46 kèm số điện thoại cho em. Em bán là 119.000, có hồng đậm và hồng nhạt. Được chưa? Có hồng đậm và hồng nhạt. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em luôn. Là gì ạ? Mã này các chị lên đơn cho em là thanh lý 46 kèm số điện thoại nhá. Thanh lý 46 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là 119.000 đồng. 119.000 đồng một cái áo đấy. Tất hoa cúc cho chị Hoàng Ngọc. Rồi lên bộ thu đông cho bé gái này. Bộ thu đông cho bé gái. Bộ thu đông cho bé gái này. Mã này lên đơn cho mọi người luôn này. Đẹp lắm, bộ này màu nào cũng đẹp. Bộ này màu nào cũng đẹp luôn. Được chưa? Bộ thu đông cho bé gái 40 cân không vừa chị ơi, 40 cân cái đấy không vừa đâu, 40 cân phải mặc sang hàng người lớn rồi. 40 cân chị em mình phải mặc cho bé mặc sang hàng người lớn mất rồi. Nếu không thì mặc những cái mẫu áo gió hôm trước em like ấy, em mặc vừa ấy. Em chốt đến 40 cân ấy. Mặc vừa mà mặc nó tay nó phải rộng rãi ấy thì mới vừa được. Còn những cái mã này không vừa, mã này em chỉ chốt đến 35 cân thôi. Mã này em chỉ chốt đến 35 cân. Có 30 cân chị, có size từ 28 đến 35 cân. Lên đơn cho em bọc máy giặt. Ô, bọc máy giặt em không có cửa ngang. Chị ơi, bọc máy giặt bây giờ em chỉ còn khoảng chục cái, nhưng mà hàng cửa đứng này thôi. Hàng cửa đứng này này. Lên đơn là bọc máy giặt kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Em chỉ còn học bọc máy giặt cửa đứng thôi. Có bộ thu đông cho bé 8 cân chị Hà Phương Nhung có chị nhé. Bộ này thì đó là hàng cao cấp rồi. Bộ này của nhà em nó là chất liệu, nó là lỉ da cá ấy các chị, da cá tàu. Mã này lên đơn cho em là gì ạ? Thanh lý 47 kèm số điện thoại. Thanh lý 47 kèm số điện thoại cho em. Cái bộ này đẹp dã man chưa? Thanh lý 47 nhá, em bán cho các chị gái với giá là bao tiền ạ? 85k một bộ thanh lý 47. Hàng này của em nó là hàng chất da cá tàu. Chị yêu nó chốt thanh lý 47, comment lên là thanh lý 47 cho em kèm số điện thoại. Em có màu vàng này. Em có thanh lý 47 màu hồng này, màu hồng đỗ, màu hồng nhạt này. Thanh lý 47 màu hồng đậm cho em này. Thanh lý 47 màu hồng cam này. Thanh lý 47 kèm số điện thoại cho em. Đấy chưa? Bọc máy giặt ok chị gái luôn, bọc máy giặt cho chị trai Phú Núi, lát cho em xem lại với ok chị Hà Phương Nhung. Mã này lên đơn cho em là gì ạ? Thanh lý 47 kèm màu nhá. Em không cần phải bóc màu ra nữa nhá. Thanh lý 47 kèm màu cho em, được chưa? Xinh lắm luôn. Em bán là bao tiền ạ? 85.000. Bộ này của em nó là bộ hàng da cá tàu nhá. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn là thanh lý 47 cho em. Em có 4 màu luôn. Em có 4 màu của thanh lý 47, màu vàng này. Em lên lại màu nhá, màu hồng nhạt này. Màu hồng, đây là hồng cam này, hồng nhạt này và hồng đậm. Chị yêu nào chốt thanh lý 47 lên đơn là thanh lý 47 kèm số điện thoại. Thanh lý 47 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 47 em còn có mẫu thể thao pha tay. Cái mã này thì các chị lên đơn là thanh lý 47 pha màu kèm số điện thoại, được chưa? Thanh lý 47 pha màu kèm số điện thoại, tất giá là 85.000. Thanh lý 47 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 47 pha tay kèm số điện thoại nhá, đẹp chưa? Thanh lý 47 pha tay kèm số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người với giá là 85.000 đồng một bộ. Anh ơi ghi thanh lý 47 này. Hôm nay hình như còn một chập áo ho đi màu trắng trắng ở ngoài ấy. Anh mang lốt đây đi, em thanh lý lốt 39.000 đi. Hả? Lỗi á? Không bán được nữa à? Thanh lý 47 kèm số điện thoại. Cái mã này các chị lên đơn. Cái đấy à, quên không đọc cân nặng. 17 cân đến 20 cân. 17 đến 20 cân. Chị Long Dung bộ bé 26 cân thì mã này sang mã đắt hơn rồi. Thanh lý 47 cho em. Ok, màu 25 cân thì không vừa rồi chị ơi. 25 cân mã đấy không vừa.
Thanh Lý 47, xin lỗi các chị nhá, em đọc cân nặng sai, em quên không đọc cân nặng. Mã đấy cân nặng trong khoảng cân nặng là 17 cân đến 20 cân. 17 đến 20 cân, có bộ bé trai 30 cân em có nha chị ơi. Mã này các chị lên đơn cho em, cái này cái đựng giấy này còn bao nhiêu bình nhá. Cái này em còn tầm 3 4 hộp, em thanh lý luôn cho các chị luôn là 35.000 đồng một hộp. Hộp giấy kèm số điện thoại cho em. Hộp giấy gia đình. Được chưa? Comment lên đây cho em là hộp giấy kèm số điện thoại cho em 35.000. Hộp giấy này em còn khoảng 3 4 hộp nữa thôi. Được chưa? Còn khoảng 3 4 hộp giấy em lên nốt cho các chị luôn là hộp giấy kèm số điện thoại cho em 35k. 35.000 nhá, 35.000 đồng. Đây các chị lên đơn cho em mã này là thanh lý 48. À, tắt lay là có đặt hàng được chị. Tắt hàng tắt lay rồi có đặt hàng được, trừ khi là ngày mai bên em gọi rồi thì sợ là bên em in hết đơn ra rồi. Thanh lý 47, ok chị Phương Hoa. Thanh lý 48 size đại cổ là bao tiền ạ? 95.000. Nó y như cái hàng size đại của hàng bé trai kia kìa các chị yêu ạ. Chất nó đẹp như nhau luôn nhá. Cái này dày, mịn, đẹp, size đến 28 cân. Mẫu này trong khoảng cân nặng từ 25 cân đến 28 cân này. Từ 25 đến 28 cân, mã hàng thanh lý 48 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 47 màu hồng đậm, ok chị Mưa Thuận Gió Hòa. Mã này lên đơn là thanh lý 48, 95.000 đồng một bộ nhá. Em có màu hồng đậm, màu hồng cam. Ơ cái mẫu này không còn màu vàng à? Mũ này này. Thanh lý 48 kèm số điện thoại cho em. Trời ơi chất da cá tàu em bán 95.000 đồng ạ. Được chưa? Các chị em lên đơn cho em mã này là thanh lý 48 kèm số điện thoại. Thanh lý 48 và kèm số điện thoại cho em nhá. Thanh lý 48 kèm số điện thoại cho em có hồng đậm với cả hồng cam. Mẫu này màu vàng không có à? Quần bò giấy 19 cân có không chị? Em có hàng chị nhá. Mã này, anh ơi cho em xin nốt cái quần màu hoa cúc đi, xả lốt cho nó hết đi. Mã hàng này lên đơn cho em luôn là thanh lý 48 kèm số điện thoại, được chưa? Hộp giấy là 35.000. Lên đơn lốt cho em là hộp giấy. Em thanh lý lốt là 35k. Cái mã áo dinê này xinh chưa? Vâng. Mã này lên cho các chị luôn là dinê bé gái này. Em chỉ có size từ 7kg đến size di lê này, có size đến bao nhiêu cân? Đẹp lắm luôn. Di lê. Di lê size từ 7kg nhá. Ui dồi ôi, mỗi cái một màu. Mỗi cái một màu di sộn rồi. Mã này lên đơn cho các chị luôn. Ok chị Phương Huyền Nguyễn em chốt đơn này. Cái mã này lên đơn cho các chị luôn này. Mỗi cái còn màu yêu ơi là yêu luôn ạ. À. Xinh ơi là xinh luôn ạ. À. Dạ ok thanh lý 48 là chị Long Dung em chốt đơn chị gái nhá. Mã này các chị gái lên cho em luôn là thanh lý 49 ạ. À. Áo di lê cho bé ạ. Áo di lê cho bé nhưng mà chỉ còn size 7 đến 10 cân thôi. Chỉ còn size 7 đến 10 cân thôi. Chị yêu nào mình chốt thì mình lên đơn em thanh lý luôn này. Em thanh lý luôn cái mẫu áo di lê này bao tiền ạ? Em thanh lý luôn mẫu áo di lê này 72.000. 72.000 nhá. Mã hàng lên đơn cho em luôn là thanh lý 49 phải không anh? Thanh lý 49 xinh chưa? 72k kèm số điện thoại. Thanh lý 49 hồng nhạt này. Thanh lý 49 hồng đậm này. Thanh lý 49 hơi màu tím này. Được chưa ạ? Các chị yêu lên giúp em mã này là thanh lý 49 kèm số điện thoại nhá. Em bán 72.000 đồng. Chất đẹp dã man, phao dày nhá, không phải mỏng tanh. Được chưa ạ? Cái này mặc ấm ngực vô cùng luôn. Thanh lý 49 kèm số điện thoại cho em. Xinh lắm luôn ạ. Siêu xinh, siêu cute. Mã này của em là thanh lý 49 nha các chị gái. Thanh lý 49 kèm số điện thoại. Thanh lý 48 của em là đến 28 cân chị nhá. À, like áo khoác đằng sau bé đi em. Áo khoác đằng sau bé em like rồi đấy chị. Nhưng mà size đấy nó chỉ đến 27 cân thôi chị. Size đấy nó chỉ đến 27 cân thôi. Mã hàng thanh lý 48 kèm số điện à, thanh lý 49 kèm số điện thoại trên này. Xả lốt cho các bé với giá là 72k. 72.000. Đợt nọ em lấy áo jean mà không gửi cho em á chị. Ô, sao lại không gửi? Chắc là các chị không đọc chứ. Chắc là các chị không đọc lên cho nhân viên thì nhân viên không biết đâu. Chị nhiều khi là nhà em chốt đơn trên máy tính nó cũng có sơ suất đấy ạ. Em nhận được hàng rồi à, rồi chị ok nắm chị. Nhưng thiếu vỏ gối và áo bé 18 cân. Lúc gọi chốt đơn có mà lại không thấy gửi à. Thế à chị. Vỏ gối nhà em còn nhiều lắm. Vỏ gối nhà em còn nhiều lắm. Thanh lý hồng đậm. Đấy các chị ơi lên là thanh lý 49 đi. Vỏ gối nhà em còn nhiều lắm. Chắc là các bạn đơn của các chị nó dài quá. Nhiều khi chắc sợ nhân viên nhà em họ nghe không hết. Vỏ gối nhà em còn nhiều lắm. Cho em xin cái nạo hoa quả đi ngơi. Em thanh lý nốt cái nạo đi. Có size cho 11 cân. Chị ơi 11 cân chắc là có. Nhưng mà nó để ở ngoài ấy, nên là em không dám chốt. Cái đấy chắc vẫn còn size 11 cân đấy nhỉ. Em nhẹ áo di lê ấy. Hôm trước vẫn có mấy cái size to mà. Đúng không? Cho em xin ít giấy ăn đi. À giấy vệ sinh còn không? Để thanh lý lốt đi anh. Này các chị lên đơn cho em mã này luôn là thanh lý 40, à, thanh lý 50 này. Thanh lý 50 kèm số điện thoại giúp em này. Các chị gái này đẹp lắm.
cái áo này của em thì chất của nó là lông thỏ ấy, bên trong này các chị nhìn này. Chị yêu nào nhận rồi cho em Trang xin một cái feedback cái áo này này. Đấy, giữ nhiệt cực kỳ sướng luôn. Mã này em còn đến size 2 từ 15 cân đến 20. Từ 15 kg đến size 150. Đến size 26 cân. Đến size 26 cân nhé, từ 15 cân đến size 26 cân, mã hàng thanh lý 51 kèm số điện thoại cho em. Vỏ gối rẻ mà đẹp, em cảm ơn chị luôn ạ. À, nắp được chưa, thấy cánh chưa chị ơi? Mã này lên đơn cho em là gì ạ? Thanh lý 51 nhá, kèm số điện thoại cho em mẫu áo hoodie cho bé. Em nói luôn là mẫu này thì thật sự luôn là bé, các bé mặc rất là thích luôn. Mã hàng thanh lý 50 51 kèm số điện thoại. Ok chị Thu Thảo chào em, giờ mới đi làm về, hôm nay nhận được hàng nhà em rồi, em gửi cho chị không? Size mấy món á? Ok chị Linh Lê này, inbox lại cho em đi nhá chị ơi. Không thì ngày mai gọi lại em đổi hàng cho. Áo này ok lắm, em cảm ơn chị Võ Minh Khang này, lên đơn cho em mã này luôn. Là thanh lý bộ 51 kèm số điện thoại cái áo này. Các chị được mua với giá 4x thì thật sự các chị gái là rất là rẻ luôn. Để chạm 48.000 thanh lý 51 kèm số điện thoại nhá. Thanh lý 51 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 51 kèm số điện thoại 48.000. Để chạm áo này 28 cân vừa chị ơi. Vừa. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em là thanh lý 28 kèm số điện thoại nhé. Thanh lý 28 kèm số điện thoại, nó có mấy màu kẻ khác nhau. Có mấy màu kẻ khác nhau luôn ạ. À. Thanh lý 28 kèm số điện thoại cho em. Các chị gái nhé, thanh lý 28 kèm số điện thoại em bán luôn là 48.000. Bộ thu đông cho bé gái 26 cân có mã này. À, chị ơi em chỉ còn bộ xuất hàng thôi. Tìm rồi mà không thấy cánh. Hello đi. Đi đâu rồi, em chào chị Ngọc Trần. Mã hàng lên đâu là thanh lý 51 kèm số điện thoại. Thanh lý 51 kèm số điện thoại cho em. Cái này hình như em còn à, túi giặt này các chị yêu mình, chị nào có nhu cầu chốt túi giặt thì mình lên là túi giặt cho em này. Túi giặt này em thả lốt 15.000 nhá. Túi giặt này nhiều khi mình giặt áo con hoặc nhiều khi mình giặt những cái gì nó có móc có khóa ấy, các chị cho vào túi cho em cho nó khỏi bị lẫn vào cái khác, nó khỏi bị rách. Lên đơn cho em mã này là túi giặt kèm số điện thoại. Thanh lý 51 ok chị Phương Thúy Phạm. Áo vừa cầm chị Ngoan Trần ơi, áo vừa cầm là 48.000. Mã hàng thanh lý 51 nhá. Các chị lên đơn cho em mã này là túi giặt kèm số điện thoại cho em. 15k. Túi giặt kèm số điện thoại 15. Áo khoác bé trai 7 cân đó chị. Áo khoác bé trai 7 cân em có cả di lê. Mã lên đơn là túi giặt 15k kèm số điện thoại. Thanh lý 51 là áo rời chị ơi. Thanh lý 51 là áo rời, có áo lẻ bé không? Có áo lẻ bé nha chị Diễm Nguyễn, lên đơn là thanh lý 51 kèm số điện thoại cho em. Anh ơi cái áo 19.000 có không, mang lốt đây nào anh Đức ơi. Anh Đức ơi. Đó, bố nó đi đón con. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là áo 19k. Chắc em còn ít, số lượng này còn ít. Cái này không còn đóng xỉ đâu. Mã thanh lý 51 không có cổ à? Đúng rồi, không có cổ, lên bộ thu đông. Đợi em một tí nha chị Hà Phương Nhung. Thanh lý 21 cho chị Chính Nguyễn, cho chị Võ Minh Hoàng. Ok chị gái luôn này. Lên đơn cho em túi giặt ok chị Thùy Nguyễn nhá. Con bé mua đèn lồng nhà cô Trang y như của chơi cô Trang, nó mua 120.000. Con bé mua đèn lồng y như của cô Trang mà nó mua 120.000. Đấy, dạ ok chị Trang Hà Nga, nhắn tin qua tin nhắn ok này. Các chị thấy không? Cái đèn lồng nhà em ấy, em đã bảo các chị là đi ra ngoài mua rẻ nhất là 100.000 đến 110.000. Bởi vì là trước em cũng năm ngoái thì em bắt đầu mới bán đồ trung thu thôi, nhưng những năm trước em đi mua cho con nhà em nó toàn như thế thôi. Cái cây kiếm ấy các chị, cây kiếm bé tí như thế này thôi này, bé tí như này mà em mua là 65 hay là 70.000 đồng một cây kiếm bé tí như này thôi. Đấy. Mấy cả những cái cào ấy, những cái cào của con Tôn Ngộ Không đấy, 80.000 đồng. Những cái đèn lồng như thế ở bên ngoài, treo ở bên ngoài không bao giờ có dưới 100.000. Nên mà 101 với 120 là giá bình cua quân đấy các chị ạ. Đấy là còn chưa đến đi trung thu. Còn mấy hôm nào mà ví dụ như là không biết ở bên các chị nó như nào, nhưng ở Tuyên Quang bọn em nhá, những cái năm trước ạ, trung thu họ đi giạt ngoài đường rất là đông. Và cái đồ chơi nó đắt, phải nói là nó đắt, đắt một cách kinh khủng luôn. Một cái kính bé tí như này thôi các chị mua 50.000. Mà bình thường một cái kính bé như thế chỉ bán 10.000 thôi. Những cái kính mà nó có cái tai tai như này này, các bạn tin các bạn hay đeo ấy. Đi kinh khủng lắm. Nói chung là kinh khủng lắm. Được chưa ạ, thanh lý 51 ok chị Lê Kiều nhá. Ok chị Võ Minh Khang, 6 cái 18 cân. Mã này lên đơn áo 19.000 kèm số điện thoại. Áo đằng sau có là mã. Chị Long Dung ơi, áo đằng sau của em là thanh lý 51, đẹp cực kỳ luôn, chất lông thỏ nhá. Quần trục em không có chị ơi. Lên áo mẹ rồi, ok chị biết. Biết vậy mua xỉ về bán, không còn để hàng đấy để đóng đâu chị. Hàng của toàn bộ những cái đèn lồng đấy mấy cả đồ chơi thì toàn bộ là hàng của hàng Quảng Châu hết. Nên là năm nay không đóng được, khó lắm.
Mã hàng lên đơn cho em luôn là áo bé, áo 19K kèm số điện thoại. Sang năm trang bán rẻ vậy lấy về bán ok chị gái luôn. Mã hàng này lên đơn cho em luôn, em đã bảo rồi em chỉ đi kèm vào đơn. Những cái mã nào em bảo em đi kèm vào đơn, thực sự các chị biết không, một cái đèn lồng nhá. Ví dụ như có một chị này, hôm nay có một chị đèn lồng mà trước khi gửi đi cho các chị là nhà chồng em đã ngồi lắp hết pin vào. Lắp hết tất cả trước khi, không phải là cứ thế mà gửi đi cho các chị đâu. Chồng em là phải ngồi lắp hết pin, cái nào được pin thì bỏ ra một bên để mà gửi đi cho khách, cái nào không được pin thì gửi lại để đổi. Mà bây giờ chị biết không, em còn 3 cái thì bây giờ có 3 cái thì đổi cái gì? Em nói thật là 3 cái thì đổi cái gì, nó trong xác suất là hôm đấy em lấy là hơn 600 chiếc hay hơn 600 chiếc nó có 3 chiếc thì bây giờ em cũng chẳng xác định gì đổi, em để lại. Để lại thì cũng chỉ để đấy thôi, cũng không chơi được, bé nhà em cũng không chơi được vì nó không đi được, nó không phát được. Rồi là khi mà vận chuyển đi lại. Hôm nay em lại có đơn 2 đơn cái đèn lồng nàng tiên cá bị bom, em đang điên đây này. Mà trong khi đấy đèn lồng nàng tiên cá khách nhà em thiếu bao nhiêu chị. Mà sao cái chị đến nỡ lòng bom em cái đèn lồng nàng tiên cá, em bán có 59.000, các chị biết em lãi được bao tiền không? Hai chiếc đấy em mới lãi được có 11.000 chưa trừ cước. Thật sự luôn, hai chiếc lãi được 11.000 chưa trừ cước. Áo 10 thôi mà không tâm sự nữa nhé, thôi bán hàng đấy. Nhiều khi là cứ buôn là mãi buôn lắm. Các chị lên đơn cho em mã này là gì ạ? Áo bé 19K kèm số điện thoại, size từ 7 cân đến 16 cân. 7 đến 16 cân lên đơn là áo 19.000. Nhưng mà lưu ý giúp em là toàn bộ chất cốt tông nhá. Toàn bộ là chất cốt tông tàu đấy ạ, chứ không phải gì ạ, chứ không phải là chất giấy mỏng tanh tành tành đâu nhá, hoặc là chất thun. Lên đơn là áo 19K kèm số điện thoại. Áo 19.000 kèm số điện thoại cho em chắc còn đến size 16 cân thôi. Hôm trước thì nó có nhiều size to nhưng mà hiện tại này các chị nhìn này. Áo 19.000 lên đơn kèm số điện thoại cho em. Áo 19K kèm số điện thoại khổ ghê. Hôm nay em thấy đơn báo đèn lồng của em bị hoàn là em buồn lắm luôn. Thật sự luôn ấy ạ. Hôm nay thấy đơn báo có đèn lồng bị hoàn là buồn cực kỳ. Áo 19.000 kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng, xem đèn lồng chị nào, chị ơi đèn lồng em hết sạch hàng rồi em còn đâu. Em bảo bị bom nhưng mà chưa về đến đây đâu. Bom vẫn đang ở bưu cục, vẫn đang ở trong đấy ạ. Áo 19K kèm số điện thoại cho em. Đèn lồng bom xả đi em, đã về đến đây đâu chị. Vẫn đang ở, thấy bưu tá hôm nay nó gọi là gọi cho chị không nghe máy, gọi cho chị tắt máy, xong bên em gọi chị cũng không nghe máy, gọi cho chị cũng không nghe máy, khổ thật đấy. Chứ nó hàng nó đã về đến đây đâu, nếu mà hàng mà tầm này về đến đây em vẫn gửi, các chị mua vẫn chốt kịp cho các con chơi trung thu. Hàng nó chưa về đến đây ạ. Lên đơn là áo 19K kèm số điện thoại. Em khổ đủ đường luôn ạ. Áo 19.000 kèm số điện thoại cho em. Size từ size 7 cân nhá. Size 7 cân đến size tầm chắc tầm 16 cân rồi, không biết nó còn nhiều hình không. Hôm trước thì nó nhiều màu lắm nhưng mà hôm nay chả thấy còn màu nào đây này. Hôm trước nó còn nhiều màu lắm nhưng hôm nay chả thấy còn màu nào. Áo 19.000 đồng kèm số điện thoại cho em. Chị Hà Thị Ngọc Bích có áo 19, chị Duyên Nguyễn có áo 19, áo 19.000. Ô chị Vọng Minh Hoàng lấy cái này không bao giờ bị xù bị xiết gì nhá. Dày mà đẹp cực kỳ luôn ạ. Áo 19K kèm số điện thoại cho em. Chợ rồi hết hàng rồi đấy. Khổ cứ mãi buôn. Nhiều khi là đang bán hoàng xong là gặp cái gì đấy là lại bực mình là lại buôn. Áo 19.000 kèm số điện thoại chứ còn bây giờ nếu mà tại vì vận chuyển đi nó lại hết mấy ngày, cạch mặt bọn con bom đó ra. Ui dồi ôi. Đúng rồi chị, có áo mùa thu vé chai 40 cân. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm em ạ. Em cảm ơn chị Thị Tuấn Ninh. Áo 19.000 cho chị Văn Luyến. Không có 22 cân chị ơi, không có 22 cân. Mẫu áo rời, cố gắng là đợi em mấy hôm nữa. Áo 19.000 cho chị Tuấn Vũ, Tuấn Anh. Ok chị Thuận Nguyễn có luôn. Em cảm ơn chị Tuấn Linh nhá, vỏ gối đi chị. Dạ ok chị gái này. Cái mã này các chị lên đơn cho em luôn. Ngày mai em sẽ hoàn cái đơn đấy về. Nhưng mà đi đơn đi về nó cũng mất cả mấy ngày luôn ấy các chị. Đi đơn đi về nó cũng mất cả mấy ngày. Chứ có phải là như mình bán đấy đâu. Có phải là hàng sẵn của nhà em đâu. Cái hàng đấy là em vừa mới bán trung thu ấy. Nhưng mà ý là ngày hôm nay đến nơi từ mấy hôm nay rồi nhưng chị gọi điện không nghe máy. Cho em 3 cái 19.000. Ok chị tin đi Ngọc Bích này. Các chị này, áo gió nhăn của nhà em này. Em xả lốt nha, 95.000. 95.000 cái này hàng có size số đến 65kg. Bây giờ em có size từ 45 cân đến 65 cân áo gió nhăn. Được chưa, áo gió nhăn. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn cho em là thanh lý 50. Thanh lý đến thanh lý 50 mấy rồi. Di lê bé 8 cân có chị ơi.
Jean em có 7 cân đến 10 cân đấy chị, là nhiều màu, là đủ màu. Còn nó có sale, nó có vẫn size đến 14 cân nhưng mà không nhớ là nó còn màu gì. Mã này đến thanh lý bao nhiêu anh ơi? Cái này là vừa nãy đến thanh lý 51 rồi đúng không? Vừa nãy đến mã nào rồi? Đến mã nào? Đến cái áo hoodie phải không? Em lấy 5 cái bảo nhân viên cho chị 5 màu liền. Em lấy 5 cái bảo lấy một màu mà nhân viên nhà chị cho 5 màu liền đấy, các chị thấy không? Tại vì là các bạn ấy nghĩ là chị mua cho bé thì lấy làm gì một màu đấy, khổ thế. Thì các bạn lại nghĩ là các chị lấy cho bé thay đổi ấy, thì lại lấy 5 màu. Mã này các chị lên đơn cho em thông cảm giúp em nha các chị. Mã này lên đơn cho em luôn là thanh lý. Bộ đựng gia vệ là 55.000 chị nhá. Mã này lên đơn cho em luôn là thanh lý 52 kèm số điện thoại cho em. Còn giày thể thao không gửi luôn đơn này. Chị Văn Luyến thì em không nhớ ạ. À giày thể thao em còn cái mã giày chữ M đấy thôi. Thanh lý 52. Em bán nốt là 95.000 đồng một áo gió nhăn hàng cao cấp. Áo gió nhăn nha chị em ơi, có size cho chị em mình LXL 2XL 45 đến 65 cân. Mã hàng này lên đơn là thanh lý 52. Thanh lý 51 là cái áo hoodie kẻ này phải không? Là cái áo hoodie kẻ, áo kẻ đằng sau là 49.000 chị nhá, à 48.000. Thanh lý 52 kèm màu cho em có 3 màu luôn này các chị yêu này. Được chưa, hàng này nó là áo gió nhăn hàng cao cấp. Áo 19.000 này, lên áo 19.000 này, lên cái mã này là 48.000 này. Được chưa, lên đơn cho em mã này là thanh lý 52 giúp em. Em bán cho các chị gái với giá là 95.000 một áo, có màu cam, màu đen và màu em đang mặc là màu vàng. Nhận hàng, kiểm tra hàng cho em không cao cấp, không đẹp, em không lấy tiền. Được chưa, 95.000 đồng, mã hàng thanh lý 52 kèm màu. Em có đủ size nhá, lưu ý hàng nhà em Trang bán tất cả đều có size số cho các chị gái. Được chưa, lưu ý giúp em hàng này toàn bộ là hàng đầy đủ size. Các chị lên đơn là thanh lý 52 cho em. Dạ ok, chị Nhím Nguyễn có thanh lý 52, chị Quỳnh Lan có thanh lý 52, chị Chính Nguyễn có thanh lý 52 cho mình ạ. Các chị Chính Nguyễn ơi lên số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Thị Thu Hường lên thanh lý 52, ok chị gái luôn. Thanh lý 52 kèm số điện thoại. Lưu ý đây nó là áo gió nhăn nhé mọi người. Áo gió nhăn hàng cao cấp em bán luôn là 95.000. Em mặc size L chị nhá. Em nó có từ size L, L, XL và 2XL nha các chị em. L, XL, 2XL, ok chị Heo Đất Trần chị Thị Thương em chúc đơn này. Áo kẻ có size 26 cân, chị Nguyễn Hoa lên đơn là thanh lý 51 kèm số điện thoại. Mã này các chị lên là thanh lý 52, đây là màu đen. Các chị đi xa các chị kéo khóa hết lên cổ cho em. Mũ này các chị em mình thích để không thích tháo nhá. Mũ này các chị em mình thích để không thích tháo, không đẹp các chị trả về. Mã hàng thanh lý 52, ok em chốt đơn chị Vũ Hồng Nhung, chị Sa Mạt Các em chốt đơn luôn này. Thanh lý 52 kèm số điện thoại cho em mặc tất cả 3 màu cho mọi người luôn nhá. Đẹp cực kỳ luôn, em bán luôn là bao tiền ạ? 95.000 đồng. Mã hàng thanh lý 52 kèm số điện thoại. Lên bộ cho mẹ đi em rồi ok chị gái luôn. Thanh lý 52 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị là 95k. 95k một áo đây, em mặc lốt màu cam cho các chị luôn này. Thanh lý 52 kèm số điện thoại. Đẹp lắm luôn. Size L, XL và 2XL nha. Thanh lý 52 màu đen dồn đơn chị Vui Quàng. Còn Tất Nam không? Chị Vũ Hồng Nhung ơi em còn đấy ạ. Lên cho em mã Tất Nam 59 cũng được ạ. Dạ ok chị Nguyễn Hoa em chốt đơn nhá. Chị Thành Tuấn em chốt đơn của thanh lý 52 này. Màu này các chị ơi, tông màu của nó đẹp quá. Màu nào cũng đẹp luôn. Chị yêu nào mình thích màu nào mình lên màu đấy nhá. Màu này của em nó là kiểu màu gạch non ấy. Được chưa? Đẹp chưa? Đấy, ngày xưa quê nhà em làm gạch đây này. Thanh lý 52 nha các chị. Thanh lý 52 giúp em và kèm số điện thoại. Được chưa? 95.000 đồng một chiếc, 95.000 đồng một chiếc, em khản hết tiếng rồi. Từ đầu like giờ anh không cho em uống một tí nước nào cả. Anh biết ạ. Chắc là anh định để em chết khô. Đón con có bị muộn không? Nọ đón con muộn mà nó khóc hết khổ. Thanh lý 52 cho chị Võ Minh Hoàng. Nó có size nhá các chị em. Nói chung là mình mua hàng gì mình cứ mua hàng có size cho em là lên form đẹp lắm luôn. Đấy chạ, đấy đầy đủ size cho các chị luôn này. Không phải hàng free size đâu. Chị yêu nào chốt thanh lý 52 lên thanh lý 52. Thanh lý 53 cho em này. Size cho các bé từ 26 đến 36 cân. 26 đến 36 cân thanh lý 53 kèm số điện thoại. Cái mẫu này có nhiều không để lên. Lên riêng. Thôi khỏi lên đi.
Mã này lên rồi á chị luôn là Thanh Lý 53. Ok chị Trần Hai em chốt đơn, chị Kim Nguyễn em chốt đơn rồi đấy ạ. À chị Trần Thái em chốt đơn nhá. Mã này lên cho các chị luôn là Thanh Lý 53. Em bán cho các chị là 35.000 đồng một chiếc. Váy 35.000 đồng một chiếc. Mã hàng này lên đơn cho em xin cái áo đá đi. Mã hàng này lên đơn cho các chị luôn là Thanh Lý 53 kèm số điện thoại. Thanh Lý 53 các chị nhìn cho em này. Thanh Lý 53 kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị Đồng Cỏ. Chị Đồng Cỏ mai em chốt đơn của Thanh Lý 52 áo em mặc á chị. À chị em trang là 47 cân. Em trang là 46 47 cân chị nhá. Em là 46 47 cân thôi. Em thì không to lắm đâu. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Mã này các chị lên thật ra là từ ngày xưa thanh niên là em lúc nào cân nặng của em nó cũng như này. Lên đơn cho em mã này là Thanh Lý 53. Em có size cho bé từ 26 đến 36 cân và em bán là 35.000 đồng một chiếc nhá. Em bán là 35.000 đồng một chiếc, mã hàng Thanh Lý 53 kèm số điện thoại. Thanh Lý 53 có màu đậm và Thanh Lý 53 em có màu nhạt. Các chị em comment lên đây là Thanh Lý 53 kèm số điện thoại. Cái mẫu này chỉ còn màu đen thôi đúng không? Thanh Lý 53 kèm số điện thoại cho này anh ngồi gặp luôn vào hộ em. Rồi tiếp tục lên các chị là Thanh Lý 54 áo đá. Áo đá này các chị ơi mặc sướng lắm. Áo đá này em cũng có size cho các chị từ 40. Cái áo màu đen này còn đủ size không? Thế còn size gì? Ôi tiếc quá nhưng mẫu này em còn nguyên size L các chị em mình ơi. Ơ nhỉ cái mẫu này rồi. Nó đóng cúc cái kiểu gì này nhỉ? Cái áo này tầm sao mọi lần mình tháo cúc cái là ra ngay mà. Thanh Lý 53 kèm số điện thoại cho em. Thanh Lý 53 ok chị Văn Luyến. Đây nó là áo lưới. Áo lưới hai lớp. Áo đá lưới. Ủa cái này mặc thích lắm nhưng mà cái này còn size nhỏ thôi. 40 cân cho các chị em mình đến 40 cân trong đến cho đến các chị em mình tầm 52 cân đổ 53 cân đổ về là vẫn ok. Cái này thật ra nó giãn lắm nhưng mà em không dám chốt nhiều qua, cao quá. Em cho các chị nếu mà cao các chị em mình chốt đến 55 cân nhá. Cái này em có size L thôi. Cái này các chị lên đơn là Thanh Lý 54 đúng không? Thanh Lý 54 cho em và kèm số điện thoại, em không đóng cúc trong đấy nhá. Đóng cúc sau và nó lại đó. Mọi người lên đơn cho em áo này là Thanh Lý 54 kèm số điện thoại được chưa? Em bán nó các chị là 49.000 đồng áo lưới nhá. Cái này là áo lưới hàng hai lớp. Cái này thì riêng cái dòng này thì nó giãn tẹt tèn ten nhưng mà thôi thì mình cứ chốt đến 55 cân thôi. Lên đơn cho em mã này là Thanh Lý 54 kèm số điện thoại. Thanh Lý 54 em bán 49.000 đồng một áo. Chị yêu nào chốt Thanh Lý 54 mình lên đơn là Thanh Lý 54 kèm số điện thoại được chưa? Còn một màu đen duy nhất thôi. Màu vàng với màu kia hết rồi anh ơi. Thanh Lý 54 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa mọi người ơi, Thanh Lý 54. Đẹp lắm, cái mã này các chị mặc rời cũng đẹp. Mà các chị em mình mặc bên trong áo da, bên trong áo dạ, bên trong áo gì, áo các kiểu, áo vest. Lên đơn cho em mã này là Thanh Lý 54 kèm số điện thoại cho em. 49.000. 49.000 Thanh Lý 54. Thanh Lý 54 kèm số điện thoại cho em. Cái gì nhỉ? Cái bộ hôm qua sách ở đâu rồi nhỉ? À đây cái bộ này lên cho các chị cái bộ này đi này. Thanh Lý 54 nha mọi người. Cái mã này các chị có thích không? Mã này thì nó hơi tin một tí nữa. Hơi tin một tí. Có áo khoác gió à? Có cái áo khoác gió không ạ? Có nha chị Trần Thái. Có cái áo khoác gió không ạ? Này như nào nhỉ? Là cái áo khoác gió em vừa lên đấy. Nhiều mẫu áo gió lắm. Nhà em nhiều mẫu áo gió lắm. Lên đơn cho mã này là Thanh Lý 54 kèm số điện thoại nhá. Em bán cho các chị yêu với giá là 49.000. Thanh Lý 54. Đây bây giờ em lên cho các chị mẫu này, bộ này. Anh ơi vào đây xem cái bộ này còn ở chỗ nào này. Lên bộ này đi. Bộ này còn ít bộ đấy, lên nốt đi. Lên nốt cái bộ này đi. Bộ này này. Vứt luôn cái áo gió màu rêu kia đây xem là còn còn size gì nữa. Còn đủ M, L không? Em thấy hôm nay không thấy còn L đâu á. Đây lên nó các chị mã Thanh Lý 55 này. Chật quá. Cái mẫu này còn nguyên size XL à? Có bộ cho mẹ hôm trước còn không em? Chị Dương Nghị Hà cái bộ mà 49 149.000 hai bộ đấy đúng không chị? 75.000 đồng một bộ đấy phải không ạ? Còn chị bộ của Bella. Mã hàng này các chị ơi nhưng mà ở anh bảo ở trên xe còn á. Bộ Bella đấy. Ừ, sáng đóng mai đóng rồi nó 50 bộ đấy đi không quên. Nó bảo mai đóng hôm nay nó lên đấy chắc là mưa nó lên đấy. Cái mã này các chị lên đơn cho em là gì ạ?
Mã này các chị lên đơn cho em luôn là xả thanh lý 55. Em thanh lý cho các chị cũng là dòng gió nhăn nhá, cũng là dòng gió nhăn, dáng thể thao. Mũ của nó các chị em mình thích các chị em mình để, không thích các chị em mình tháo rời cũng được. Em chỉ còn một màu duy nhất là màu rêu thôi. Lên đơn cho. Hả? Thanh lý 54 á. Thanh lý 54 là cái áo đá đấy, em vứt ra ngoài đây. Mã này lên cho các chị luôn là thanh lý 55 ạ. Màu rêu cũng đẹp luôn ạ. Màu rêu này rêu đậm hẳn luôn. Các chị lên đơn mã này là thanh lý 55 giúp em nhá. Em bán các chị lốt là 89.000. Đây bên trong nốt kẻ BigBerry này. Bên trong nốt kẻ BigBerry cao cấp luôn này. Lên đơn mã này là thanh lý 55 kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Size từ 45 cân đến size vẫn còn size L gì. Cái này có size từ 45 đến 65, lên đơn cho em mã này luôn là thanh lý 55 kèm số điện thoại. Cứ xét bộ ba chi tiết còn mã nào không? Dạ ok chị gái, ok chị Phương Thúy Phạm. Lên đơn cho em mã này luôn là thanh lý 55 nhá, kèm số điện thoại. Được chưa? Giá em bán cho các chị gái là 89.000 nốt đi. Nốt cho nó hết hàng này nhá, thanh lý 55 kèm số điện thoại giúp em. Cho em xin cái bộ len tăm hàng Quảng Châu kia đi ngay. Cái mẫu này em xem là còn nguyên của size XL mới chết chứ. Cái này còn nguyên của size XL thì em mặc sao nổi. Cái này em còn nguyên của size XL. Màu da, màu vàng và màu da. Em chào chị Ngọc Trần nhá. Cái này em còn nguyên của size XL thôi, buồn quá. Em mặc hơi bị rộng. 65 cân có chị ơi. Có size đấy ạ. Cái này này, cái này của em nó là thêu này. Và hàng nhà em 100% là có size số hết nha các chị. Không phải free size đâu ạ. Nên đơn cho em mã này luôn này. Em chỉ có size cái này thì nó đến tầm khoảng 54 cân đến khoảng 59-60 cân đổ về. 54 đến 59 cân đổ về thôi. Thanh lý 55 ok chị Tuấn Nguyễn. Thanh lý 55 là của nữ đúng rồi chị ơi. Áo gió của nữ. Cái này các chị yêu này. Cái này của em là nó sẽ có size cho các chị gái nhá. Cả một cây như này này. Cả một bộ như này. Toàn bộ là đủ bộ u mì. Em bán là 125.000 đồng. Nhưng mà cái này em chỉ còn size của các chị em mình từ 54 cân đến 59 cân nhá. Chỉ còn nguyên size XL. Được chưa? Chỉ còn nguyên size XL và nó chỉ còn tầm 2, 4, 6, 10 bộ nữa thôi. Nha các chị em nhá. Ok chị Trần Ngọc Bích thanh lý 55, chị Trần Thái thanh lý 55, chị Thành Tuấn thanh lý 55 luôn ạ. Em bán có 89.000 đồng một chiếc đấy thôi ạ. 89.000 đồng một chiếc đấy thôi ạ. Các chị lên đơn cho em mã này là thanh lý 56. Thanh lý 56 kèm số điện thoại cho em. Em có màu này là màu da. Màu em đang treo là màu hồng. Và màu này là màu vàng. Thanh lý 56 em bán là 125.000 đồng một bộ, bộ u mì. Bộ u mì nhá. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em là thanh lý 56 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 56 cái logo này thêu hết này. Logo thêu, bản quần cũng thêu nhá. Thanh lý 56 kèm số điện thoại cho em. Chưa, chị Hà Thị Ngọc Bích ok chị gái luôn. Thanh lý 56 kèm số điện thoại. Em bán là 125.000 đồng bộ mì. Hôm trước thấy có bộ cho bé trai xanh nhí còn không chị Trang, còn nhiều lắm. Cho em xin cái mã bộ len tăm kia vào đây đi ngay. Mã hàng này lên đơn cho các chị gái là thanh lý 56 nhá. Còn nguyên của size XL thôi. Hôm trước thì nó có size ML X. Nhưng mà hiện tại nó chỉ còn nguyên của size XL thôi. Lên đơn cho em mã này. Thanh lý 56 vàng hồng. Ok chị Nguyễn Tiến Đạt đẹp lắm luôn chị gái nhá. Cái này bản của nó toàn bộ này. Toàn bộ những cái bản này thêu nhá. Toàn bộ những cái bản này thêu hết. Mã hàng thanh lý 56 kèm số điện thoại. Thanh lý 56 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Thanh lý 56 kèm số điện thoại cho em. Có màu da, màu hồng và màu vàng. Da hồng vàng thanh lý 56 kèm số điện thoại là ok lên đơn. Chốt thanh lý 55 cho em. Ok chị Trần Thái. Các chị ơi cứ lên mã cho em thôi nhé. Kèm số điện thoại. Nhà em nhiều hàng lắm. Chứ không phải ít, số lượng ít như này đâu ạ. Phải số lượng ít như này đâu. Em không quay ở ngoài kia được. Bởi vì ngoài kia nhà em nó gần đường ấy. Em phải ngồi vào trong này cho các chị like, cho các chị yên tĩnh. Mà em còn đau hết cả cổ lên. Nói các chị ạ. Nào lên cho mọi người bộ nam này. Đẹp lắm. Bộ nam này nếu như chị nào có chồng là các chị lên mua nhá. Bởi vì sao ạ? Chị yêu nào mình xác định mình chốt mình cũng chốt nhá. Bởi vì bộ này lặng lắm. Bộ này của em nó là chất nỉ nhung ép. Đây các chị nhìn này. Nỉ nhung ép nó dày. Nó dày và nó đanh. Được chưa ạ? Nó dày và nó đanh cực kỳ luôn. Dáng thể thao này lên đơn cho em mã này luôn là thanh lý 57 nhá. Có đủ size cho các anh từ. Đây các chị nhìn này. Hàng đầy đủ size số nhá. Đầy đủ size số cho các anh từ 50 cân đến 70 cân. Chứ nhà em không bán cái gì mà free size hết. Hàng may đẹp. May đẹp, chất đẹp và form phải đẹp. Mã hàng thanh lý 57 kèm số điện thoại. Em bán là cho các chị yêu là 119.000 đồng. Các chị yêu có hẳn một bộ luôn. Cái này các anh không thích các anh mặc rời thoải mái nhá. Cái này kể cả các anh không thích các anh đi chơi các anh khoác nguyên cái áo cũng được.
không mà cả cây lên được nhá. Cái này các anh có thể mặc rời áo, rời quần. Mã hàng thanh lý 57. Em bán là 119 đủ size. 119 cho em đủ size. Cái này có đậy 70 cân chị ơi. Cái này đều đủ size nhá mọi người. Đây cái này, dáng sọc thể thao vừa trẻ, màu tối này thì sang. Mã hàng lên đơn cho em luôn. Đây các chị nhìn này, đầy đủ size số nhá mọi người ơi. Mã hàng này của hàng là hàng Uli. Lên đơn cho em mã này là thanh lý 57 kèm số điện thoại. Được chưa? Thanh lý 57 em có size từ 50 cân đến 70 cân. Thanh lý 57 2 bộ 70 và 67 cân. Ok chị gái này, thanh lý 57 cho em. Và kèm số điện thoại. Bình thường các anh mặc khoác như này thôi cũng đẹp. Các bạn nhìn này. Bình thường mặc không thôi cũng đẹp, mặc một cái áo thôi cũng đẹp. Em bán là 119. Một bộ nha, 119.000 đồng một bộ. Mã hàng thanh lý 57 kèm số điện thoại. Thanh lý 57 kèm số điện thoại cho em này anh ơi. Thanh lý 57 kèm số điện thoại. Tiếp tục lên cho các chị thanh lý 58. Mẫu này chỉ còn có, cho em xin nốt màu tím than ra đây đi ơi. 96.000 hai bộ len tăm cho bé trai này. Bé trai bé gái mình đều mặc được cái bộ này, len mặt cười. Cho em xin màu này, màu cho em xin cái mẫu màu tím than kia ra đây nữa. Thế này em bán combo này. Thanh lý 57 em ghi là cái bộ nam kéo khóa kia nhá. Thanh lý 58 cho các chị em nhà mình là 96.000 đồng hai bộ nam. À hai bộ len tăm. Cái này các shop đang bán 125.000 đồng hai bộ đấy ạ. Lên đơn cho các chị gái luôn. Bộ mẫu mặt cười hàng Quảng Châu. Cái này em còn từ size 110 cho đến size 140. Tương đương với các bé từ 8 cân cho các bé đến tầm khoảng 8 cân cho đến 14 cân nữa là còn size. Thanh lý là 55 ok chị ra các à, chị Cát Sa Mạc ok chị Văn Luyến này. Mai 12 giờ trưa gọi chị rồi ok chị Văn Luyến nhá. Nếu mai bên em gọi nhớ thì tầm đấy chị nghe được điện thoại chị gọi lại giúp em nhá. Dạ ok thanh lý 57 cho chị Tuấn Vũ. Anh Vũ ok chị gái luôn này. Mã này các chị gái lên đơn cho em là thanh lý 58. Đẹp dã man luôn. Đẹp dã man luôn mọi người ạ. Thanh lý 58 này. Bộ này mẫu này bé trai bé gái mình đều mặc được. Thứ nhất dày, thứ hai mềm nha các chị. Hàng này thứ nhất dày và thứ hai mềm cho em này. Lên đơn cho em mã này luôn là thanh lý 58. 96.000 hai bộ nhá. 96.000 hai bộ mẫu mặt cười này bé trai. Cả bé trai cả bé gái mình đều mặc xinh. Mã hàng thanh lý 58 cho em, đẹp quá. Em có size từ size 110 cho đến size gì ạ? Size 140. Tương đương cho các con từ 8 cân cho đến 14 cân. Mã hàng này lên đơn cho là thanh lý 58 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 58 ok chị Tiến Đạt có đơn luôn này. Thanh lý 58 đơn này vừa dày vừa mềm. Cái này không bán được nữa đâu, chưa em bán rồi. Thanh lý 58 cho em ạ. Ok chị Nhím Nguyễn có thanh lý 58 nhá. Mẫu này em nói luôn là bé trai mặc lên cũng cưng luôn, bé gái mặc lên cũng xinh luôn nhá. Cái mẫu mặt cười này bán rất nhiều rồi. Được chưa? Thanh lý 58 kèm màu kèm kèm cân nặng kèm số điện thoại. Mẫu này bé trai bé gái mình đều mặc xinh, dày và mềm nhá, không phải dày cứng đâu ạ. Thanh lý 58 kèm số điện thoại. Hàng Quảng Châu nha mọi người ơi. Mã này lên giúp em là thanh lý 58. Em bán cho các chị gái với giá này 96.000 đồng. 96.000 đồng các chị em mình này. 96.000 đồng các chị em mình có 2 bộ chứ không phải 1 nhá. 96.000 2 bộ luôn. Mã hàng này nhớ là thanh lý 58 giúp em. Đẹp quá. Cái mã này các chị lên đơn là kẹp, kẹp 29K kèm số điện thoại. Kẹp 29.000 kèm số điện thoại cho em. Đây cái này ví dụ các chị nấu cá hay là gì đó mọi người nhá. Lên đơn cho em mã này là kẹp. Kẹp nhà bếp nào cũng cần luôn ạ. Huệ chị Huệ không có xài, chị Huệ Bùi em hết ạ. Thanh lý 58 ok chị Vọng Minh Khang ạ. Ok thanh lý 58 và chị Phương Duyên Nguyễn ạ. Chị Tuấn Thành có là có thanh lý 58 cho mình luôn ạ. Cho em xin cái bộ đựng gia vị. Cái đấy lại bị bom về à? Mai cho chị Hương. Mã này lên đơn cho em luôn. Em lấy một cái lọ kia hai vợ chồng vội thôi. Mã này lên đơn cho em luôn là kẹp 29K kèm số điện thoại nhá. Kẹp 29.000 kèm số điện thoại cho em. Kẹp 29.000 đồng kèm số điện thoại. Cái mã này lên đơn thanh lý 58 2 bộ 14 cân. Ok chị Dương Vũ này, lên đơn cho các chị luôn mã này luôn. Nhá mã này này, các chị gái lên cho em luôn là bình nước. Bình nước hoa. Bình nước này xinh chưa? Sang chưa? Mã này lên đơn cho là bình nước. Bình nước 49K kèm số điện thoại. Lên đơn là bình nước 49.000 kèm số điện thoại nhé. Bình nước 49K kèm số điện thoại cho em. Bình nước 49.000 kèm số điện thoại. Còn vài chiếc nữa em xả lốt. Bình nước 49.000 kèm số điện thoại cho em. Ok kẹp này không chị nào chốt à? Kẹp 29.000 thanh lý 58 ok chị Duyên Nguyễn có luôn này. Mã hàng thanh lý 58 em chắc còn tầm khoảng 40 bộ. Anh ơi cho em xin cái bộ súp với cả cái bộ lỉ bông ở dưới đấy luôn đi. Thanh lý 58 kèm số điện thoại cho em. Thanh lý 58 bé 10kg size bé 15 cân ok chị Nguyễn Thu Thảo.
Các chị lấy hai size cũng được nhé. Cái này sữa rửa mặt của em là sữa rửa mặt gạo hàng của Thái. Được chưa? Nói chung là hàng vô vàn. Riêng cái dòng gì mình bôi lên mặt các thứ này, dùng lên mặt, dùng vào trong người là nó phải an toàn tuyệt đối nha các chị em. Đấy, cái bộ lì da bông ở bên dưới còn bao nhiêu bộ đấy. Bộ lì bông của xuất Hàn ấy. Mã này lên đơn cho em luôn là sữa rửa mặt gạo kèm số điện thoại cho em 35.000 đồng một tuyếp. Mua 3 tuyếp là còn 100.000 nhá. Mua 3 tuyếp là chị em mình còn 100.000. Mã sữa rửa mặt gạo kèm số điện thoại này. Xay tỏi ớt em thanh lý lốt này. Xay tỏi ớt em thanh lý lốt 35k. Lên đơn là xay tỏi ớt kèm số điện thoại. Cái này thì nhà nào mà các chị này xay tỏi ớt ở trong bếp ấy. Nó xay tỏi, xay ớt, xay hành các kiểu nó đỡ cay mắt chị em. Lên đơn là xay tỏi ớt kèm số điện thoại 35.000. 35.000 bộ bông. Cái bộ có chữ xốp kia còn mà mang đây cho em lốt đi. Đang có các chị nhỏ nhỏ này, xin mình lốt. Cái bộ này của em nó là hàng bông nhưng mà cái hàng này của em nó là hàng xuất Hàn đấy. Chứ không phải là hàng bông của hàng xưởng đâu ạ. Hàng này của em nó là hàng của hàng xuất Hàn. Đấy, hàng này của em nó là hàng bông của hàng xuất Hàn này. Đấy, em có size từ 8kg đến size 15kg. Bộ đằng sau của em ạ, bộ đằng sau là 125.000 chị nhá. Bộ đằng sau em là 125 ạ. Cho em xin cái bộ trung tuổi đi nha. Lên cho mọi người mã này luôn là thanh lý 59 này, bộ bông. Bộ bông, bộ bông, bộ bông đẹp chưa? Size đến 16 cân, 17 cân. 17 cân nha các chị ơi, 17 cân. Ô, để em cất cho An nhà em bộ này. Anh ơi cất đi cho An bộ này mấy nữa học thêm. Đi học, ngồi học cho nó khỏi nặng chân. Mã này các chị lên đơn cho em luôn là thanh lý 57 à. Thanh lý 5 mấy? Bộ bông. Bộ bông này em còn khoảng chục bộ nữa. Xả lốt các chị còn 69.000. Bộ bông này nói luôn là bộ bông của hàng xuất Hàn. Chứ không phải bộ bông hàng xưởng hôm trước em bán 35.000 nhá. Không phải bộ bông hàng xưởng hôm trước em bán 35.000 nhá. Không phải nhiều chị em lại bảo là sao? À, lên mã là thanh lý bao nhiêu? Thanh lý 59. Thanh lý 59. Đây là bộ bông của hàng xuất Hàn. Mọi người nhá, đây là bộ bông của hàng xuất Hàn. Mã hàng thanh lý 59. Ôi đẹp thế. Ui, lấy bộ kia xong lại thấy bộ này xinh á. Ui các chị ơi, này size đến tầm 17 cân. Được chưa? Đây có size 07 này. Size 06 này. Size 06 này. Size 55 này. Cái kia em còn không xem được size ấy anh ơi. Đây này các chị nhìn cho hình của nó đẹp dã man luôn. Thanh lý 59. Dạ ok chị Trang Lâm em chốt đơn của thanh lý 58. Thanh lý 59 là cái bộ bông này của hàng xuất Hàn nha mọi người. Đây mọi người nhìn cho em này. Lên đơn cho em mã này luôn là 69k. 69.000 nhá. Em có size từ 13 cân. Cái này có size từ 13 cân đến 17 cân. Anh vào kia nhìn hộ em xem có size to hơn hay size nhỏ hơn không. Em cũng chưa xem cái mã này á. Mã hàng này lên đơn cho em là thanh lý 59 phải không? Thanh lý 59, em thanh lý cho các chị còn bao tiền ạ? Thanh lý 59 nhá. Em thanh lý cho các chị gái lên đây còn 69k. Bộ hàng xuất Hàn. Bộ bông của hàng xuất Hàn. Cái này nhiều họa tiết xinh lắm. Đây. Nhiều họa tiết xinh lắm luôn. Đây là chú vịt ạ. Nhiều nhiều họa tiết xinh. Đó, các chị nhìn thấy chưa? Lên đơn là thanh lý 59 kèm số điện thoại. Thanh lý 59 kèm số điện thoại. Mẫu này thấy xinh quá. Ô tô các kiểu luôn. Rồi lên cho các chị bộ súp. Thanh lý 60 này còn bao nhiêu bộ? Còn đúng 3 bộ thôi. Thanh lý 60 còn đúng 3 bộ nhá. Các chị em nhá. Bộ này thì đẹp dã man rồi. Không cần phải bạn cái 74.000. Thanh lý 60 còn size đến bao nhiêu cân? Nguyên size à? Nguyên size tầm 14 cân thôi. Nguyên size 13 đến 14 cân thôi. Nguyên size S 13 đến 14 cân. Lên đơn cho em mã này luôn là thanh lý 60 kèm số điện thoại. Dạ ok chị Vọng Minh Hoàng em chốt đơn một thanh lý 59. Mã này các chị gái lên đơn cho em. Có không có bé gái chị ơi. Đẹp mà không có size 20kg á. Không có size 20kg đúng không? Không có mất rồi, đẹp lắm luôn cái bộ bông đấy. Bộ bông này hôm trước mình thấy còn ở đâu ấy. Mã hàng này các chị lên đơn cho em luôn là thanh lý 60 nhé. Em chỉ còn size 10. Em chỉ còn size của các bé từ 13 đến 15 cân thôi. Thanh lý cho các chị luôn là 74.000. Mã hàng thanh lý 60 kèm số điện thoại. Thanh lý 60 kèm số điện thoại. Xuất hàng bé trai. Em sẽ lên tổng hợp nha mọi người. Bộ này em sẽ lên tổng hợp cho các bé luôn này. Bộ xuất Hàn bé trai chất liệu là nỉ ép.
Được chưa? Các chị lên đơn cho em mã này là xuất hàng bé trai kèm số điện thoại nhá. Hỏi không nói gì vậy em, chị Ngọc Trần ơi, em không nhìn thấy comment của chị. Có bé gái không em? Em rõ ràng đọc các chị là em không có bé gái của mã đấy nhá. Cái mã đấy em không có bé gái đấy, em trả lời chị thì chị không nghe rõ đấy ạ. Thanh lý 592 bộ 17 cân, ok chị Dương Vũ có đơn luôn. Cái này các bác lên đơn cho em mã này là thanh lý à, bộ xuất hàng bé trai kèm số điện thoại. Xuất hàng bé trai em có size từ 8 cân đến size 16 cân giá 65.000. Size từ 17 cân đến 25 cân giá 75.000. Chị yêu nói chốt mã này lên đơn là bộ xuất hàng bé trai kèm số điện thoại. Cái này xuất hàng em chỉ còn bé trai thôi, bé gái còn ít. Chất liệu là nỉ bông, à nỉ ép, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Thanh nỉ 60, ok chị Võ Minh Khang luôn. Lên cho các chị mã này luôn là bộ xuất hàng bé trai kèm số điện thoại nhá. Lưu ý là không phải chất cốt tông. Lưu ý giúp em mã này không phải chất cốt tông, chất nỉ ép nhá. Giữ nhiệt cho bé cực kỳ sướng đời luôn. Để chờ kể cả các con đi ngủ, các con có đạp chăn ra không đắp chăn các chị cũng yên tâm. Chợ mã này lên đơn là bộ xuất hàng bé trai kèm số điện thoại. Nhiều hình lắm, nhiều hình lắm. Các chị lên đơn coi em còn đến 25 cân đấy ạ. Xuất hàng bé trai kèm số điện thoại cho em. Ngày mai thích lấy xanh, ngày báo nhân viên lấy xanh. Cái này em có size đến 25 cân đấy chị. Hôm trước là có size đến 40 cân nhưng mà size to là hết nhanh lắm. Size to là hết nhanh lắm ạ. Mã này lên đơn là xuất hàng bé trai kèm số điện thoại cho em. Xuất hàng bé trai kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá luôn này. Được chưa? Xuất hàng bé trai kèm số điện thoại cho em. Đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Đẹp lắm luôn ạ. Chất liệu là nỉ ép. Cái này các chị quay máy giặt thoải mái nhé. Để chợ lên đơn là bộ xuất hàng bé trai kèm số điện thoại. Lưu ý không phải chất cốt tông nha chị em. Nếu như mà hàng chất cốt tông thì nó đã này. Thì chắc là em sẽ bán rẻ em cho mọi người. Đây các chị nhìn cho em cái tông màu của nhà em này. Nói chung là những cái màu này thì bây giờ người ta có bán xuất hàng đâu. Các chị cũng toàn là cái hàng hoa thôi. Toàn là cái hàng hoa chứ không có cái hàng một màu như này đâu. Chứ không có hàng một màu hàng họa tiết đẹp như này đâu ạ. Xuất hàng bé trai kèm số điện thoại cho em xinh quá. Thôi bộ này em để lại cho con trai em mặc. Xinh quá. Dở ra bộ nào thấy bộ đấy xinh luôn á các chị. Dở ra bộ nào là thấy bộ đấy xinh luôn á. Dở ra bộ nào là thấy bộ đấy xinh, chẳng qua là có size cho bé nhà các chị hay không thôi. Đấy, xuất hàng bé trai kèm số điện thoại cho em nhé. Em lười dở ra hết lắm. Còn chị yêu nào mình muốn hỏi thêm gì không? Xuất hàng bé gái thì em còn size nhí. Em còn size nhí. Đẹp chưa? Xuất hàng bé trai đi ạ. Đây là mẫu con số này. Số 123 123 123 đang hot này. Đây này. Đến con voi con biết này. Chặn nhiều lắm. Nhiều hình mắt màu xanh này. Bộ xuất hàng bé trai kèm số điện thoại. Xuất hàng bé trai kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị em. Đẹp nhưng con trai nhà mình chỉ mặc mỗi áo. Quần nó bó nên không chịu mặc ấy. Đúng rồi, nhiều bé này. Nhưng mà cái này các cho các bé mặc đi ngủ à. Bé gái á, chị ơi bé gái em còn toàn size nhỏ thôi. Bé gái em còn toàn size nhỏ thôi. Đấy, bộ xuất hàng bé trai đẹp lắm. Sự các bác luôn là đẹp lắm luôn ấy ạ. Xuất hàng bé trai kèm số điện thoại cho em vào lên cân nặng nhá. Ok chị. Xuất hàng bé gái này thì em còn toàn size nhỏ thôi. Xuất hàng bé gái em còn toàn size nhỏ thôi. Vỏ gối ấy chị. Vỏ gối em còn. Ngày mai các chị cứ chốt đơn với các bạn ấy thôi. Ngày mai các chị cứ chốt đơn với các bạn ấy thôi. Vỏ gối nhà em vẫn còn hàng bình thường nhá. Vỏ gối các bạn, các chị vẫn, em vẫn còn hàng bình thường. Cái này lên đơn cho là khăn tắm. Khăn tắm hàn kích thước là 1m gì ạ. Cái này là kích thước của em là khăn tắm này là 70 x 1m4. Cho em khoác bé gái 14 cân là rồi. Ok chị Trà Ngọc Bích này. Anh ơi cái áo gió bây giờ em lại vứt hết ra ngoài rồi. Cái áo gió bé mười mấy cân anh thử mang, anh thử vào đây mới lại của em mới xem nào. Em có thấy được không? Không thì anh mang ở ngoài kho vào đây cho em đi. Mã này các chị lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này các chị lên đơn là khăn tắm kèm số điện thoại cho em. 149.000 đồng 3 chiếc. Cái này khăn của nhà em là kích thước là 70 x 1m4. Hàng này dày cực kỳ luôn, cực dày, cực bông và cực hút nước nhá. Cái này các chị mua về ủ tắm cho con này. Mua về ủ tắm cho con nhá các chị yêu nhá. Hoặc là mua về quấn tóc, giải gối đều ok. Lên đơn cho em mã này là khăn tắm hàn kèm số điện thoại cho em. 149.000 đồng 3 chiếc. 149, 3 chiếc khăn tắm hàn.
đảm bảo các chị yêu luôn hàng loại 1 siêu dày và siêu bông. Lên đơn cho em mã này luôn là khăn tắm Hàn kèm số điện thoại. Khăn tắm Hàn và kèm số điện thoại cho em bán là 149.000 đồng. Có gối bé đi mẫu giáo em hết sạch hàng rồi chị nhá. Lên đơn giúp em mã này là khăn tắm Hàn kèm số điện thoại cho em. Khăn tắm Hàn. Hả? Áo gió cho bé gái đây. Khăn tắm Hàn kèm số điện thoại, tại vì em vứt xuống nó xa quá này. Khăn tắm Hàn 149.000 đồng 3 chiếc nha. Không phải mà chị xem áo gió bé gái 15 cân rồi không, chị vừa nãy mang vào đây nhưng mà xếp tít xuống dưới rồi, bây giờ em không tìm được lên. Ở vị trí em còn đâu, không biết còn sai không, còn nhiều không, còn thì vẫn còn hàng. Cái mã này các chị lên đâu là gió bé gái kèm số điện thoại. Gió bé gái kèm số điện thoại cho em 59.000, đủ size từ 7 cân cho đến 20 cân. Chị còn xả bộ bé trai 22 kg không? Em hết hàng rồi sao chị? Bộ đấy, bộ đấy hình như hết hàng rồi. Lên đơn rồi các chị, mã này luôn là gì ạ? Anh ơi lấy ở ngoài cho nó đủ mẫu. Ở đây là bọn nó buộc một mẫu vào nhau, anh này lấy có một mẫu vào thôi. Mã này lên đơn cho các chị luôn là áo gió bé gái kèm số điện thoại. 7 cân đến 20 cân, 7 đến 20 cân thanh lý nhá. 59.000. 7 đến 20 cân mã áo gió bé gái kèm số điện thoại. Nên em vừa mang đủ mẫu ở đây. Em vùi tiết xuống dưới rồi. Mã lên đâu đó các chị là áo gió bé gái kèm số điện thoại. Áo gió bé gái kèm số điện thoại cho em với giá là 59.000. 59.000. Ôi giời mệt quá. Thôi xong nay lốt mã này rồi lên nghỉ nha các bác ơi. Áo gió bé gái ngày mai các chị thích chốt thêm cái gì các chị báo nhân viên cho em còn thì các bạn ấy cho vào nhé. Được chưa? Hoặc là mọi người có thể xem lại live giúp em. Xong các chị chốt đơn bình thường, sáng ngày mai bên em mới dậy in đơn. Sáng ngày mai bên em mới dậy in đơn nhá. Ngày mai bên em mới dậy in đơn. Lên đơn cho em mã này luôn là áo gió bé gái kèm số điện thoại. Được chưa? Áo gió bé gái kèm số điện thoại cho em bán cho mọi người với giá là 59k một chiếc, đủ size 7 cân đến 20 cân. Áo gió bé gái, ôi đẹp lắm luôn. Logo 100%, tất cả các áo đều có logo thêu khác nhau. Cái này hàng này nó đẹp từ lớp lót trở đi nhá. Hàng đẹp từ lớp lót trở đi. Áo gió lót của nó mềm và không quá dày, không quá cộm. Được chưa? Áo gió bé gái kèm số điện thoại. Cái này các chị mua cho bé 2-3 chiếc về thay đổi. Em nói thật luôn, em bán cái giá này nè. Mọi người chốt 2-3 chiếc về cho bé thay đổi luôn. Được chưa? Trời mưa thì mùa đông thì hay mưa. Mùa đông thì hay mưa phùn. Ghét trời đông mà là ghét nhất là mưa phùn. Lên đơn là áo gió bé gái kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Áo gió bé gái kèm số điện thoại cho em bán cho các chị gái với giá là 59.000 đồng một chiếc, 59k một chiếc, nó đủ mẫu luôn. Đủ màu, đủ mẫu luôn nhá. Dạ, đủ màu, đủ mẫu đến 20kg. Rồi em nghỉ like nhá. Cái này em còn đến 22 cân. Áo gió bé gái kèm số điện thoại. Xinh lắm luôn các chị yêu ạ. Xinh lắm, logo theo hết. Rồi nghỉ like nha các chị gái ơi. Áo gió bé 19k 5 cái. 5 cái bé 24k nhé. Ô à. Bé 24 cân áo 19.000 thì em không còn hàng đâu chị. Em chỉ còn size nhỏ thôi. Lên đơn cho là áo gió bé gái nhá mọi người ơi. Em nghỉ mau, em nghỉ mai nhá. Em nghỉ like nhá. Chị yêu nào còn muốn hỏi thêm gì không? Thôi đi ngủ nha các chị. Ngày mai chị yêu nào mình có đơn mình nhớ chú ý điện thoại để các bạn gọi điện chốt đơn nhá. Các chị muốn chốt thêm gì ngày mai các chị cứ báo nhân viên cho em. Được chưa? Em đi nghỉ đây. Hẹn gặp các chị vào ngày mai nhá. Chị yêu nào chốt áo gió bé gái các chị lên đơn đi để em nghỉ mau, nghỉ like đây ạ. Ôi ôi bố ngủ bạ. Rồi bye bye tất cả chị em mình. Chúc tất cả chị em mình ngủ ngon nhá. Cảm ơn tất cả chị em mình đã vào xem live ủng hộ em. Cảm ơn tất cả các chị đã vào chia sẻ live stream giúp em Trang. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Em nghỉ live đây. Bye bye các chị, hẹn gặp các chị vào ngày mai. Áo đó bao nhiêu tuổi mặc vừa? Chị Hạnh Phúc mong manh ơi đến 20 cân 6 tuổi. Rồi em nghỉ live đây các chị gái nhá. Em nghỉ live đây ạ. Chị cũng thảo em một cục. Suốt hàn nhí à.
áo gió bé gái 59k màu hồng tai thỏ. Ok chị Lê Thị Thanh Thủy, để lại số điện thoại cho em. Cốt hàn của bé gái á, nhiều mẫu lắm các chị yêu ạ. Cốt hàn của bé gái bây giờ chỉ còn size từ 8 cân. Xuất hàng của bé gái bây giờ còn size từ bao nhiêu cân anh ơi? Chắc em chỉ còn 8 đến 14 cân thôi. Đây này, hình của nó đây này. Xuất hàng bé gái kèm số điện thoại. Đây là bộ đùi này. Rồi em nghỉ like nhá. Ngày mai các chị muốn chốt thêm gì các chị bảo các bạn đấy cho em. Dạ em nghỉ like đây. Chúc tất cả chị em mình ngủ ngon nhé. Em xuống live đây. Bye bye mọi người.